Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 104. Liễu Như Khanh cấp tốc chạy đến, con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm phía trước, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Mình nhất định phải mang vật này đi ra, nếu không Tiểu Yêu tỷ tỷ sẽ hy sinh vô ích. Bỗng nhiên, một bóng hình xuất hiện trước người Liễu Như Khanh, tốc độ chậm quá. Hại lão phu đợi quá lâu. Đôi mắt Bạch Tông Hà lạnh như băng, không khách sáo quét ngang đến một quyền. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Liễu Như Khanh vốn không phản ứng kịp. Phập, bay đi giống như bị xe tải đâm, thê thảm ngã dưới đất. Cùng lúc đó, lão Hà đưa một đám người từ phía xa chậm rãi đi đến, kha kha kha, lão phu đã nói các cô không chạy nổi phải không? Việc gì phải vậy chứ? Lão Bạch, để ông đợi lâu rồi, đây chính là hai cô gái đó. Giơ tay, ném Đạm Đài Yêu Yêu hư yếu ra. Lục sư tỷ, đuôi của tỷ. Liễu Như Khanh ôm lấy Đạm Đài Yêu Yêu bị thương nặng vào lòng, nước mắt lưng tròng. Đạm Đài Yêu Yêu cười yếu ớt, tỷ không sao, vẫn chưa chết được. Lão Hà cười lên tiếng, lão phu cũng không phải là người vô tình, chỉ cần các cô ngoan ngoãn giao đồ ra. Lão phu nể tình các cô tỷ muội tình thâm, nhất định cho cô chết sung sướng. Đạm Đài Yêu Yêu tức giận quát một tiếng, nằm mơ đi. Cho dù chúng tôi chết, cũng không thể nào đưa nó cho ông, Liễu Như Khanh cắn răng. Lão Hà cười thú vị, vậy sao? Ông ta không tiếp tục ép hỏi. Ngược lại quay đầu nhìn Bạch Tông Hà, lão Bạch, chúng ta chơi một trò chơi được không? Bạch Tông Hà khẽ cau mày, trò chơi gì? Lão Hà giơ bàn tay lên, lòng bàn tay lập tức hiện lên mấy đường lôi điện màu tím như sợi tóc, đây là tử cực thần lôi của lão phu luyện chế nhiều năm. Một khi thứ này chui vào trong cơ thể, sẽ phá hoại máu thịt và gân mạch mọi chỗ, gây là đau đớn khó mà chịu đựng. Chúng ta dựa vào bản lĩnh mỗi người, xem họ ai nói ra trước. Bạch Tông Hà lạnh lùng gật đầu, được. Vừa dứt lời, lão Hà ra tay trước. Tử cực thần lôi bay ra lập tức chui vào trong cơ thể của Đạm Đài Yêu Yêu. A, à, Đạm Đài Yêu Yêu co chặt người, lập tức ướt đẫm mồ hôi. Miệng phun ra máu tươi. Tiểu Yêu tỷ tỷ, Liễu Như Khanh vô cùng lo lắng. Bạch Tông Hà lạnh lùng nói, đừng vội, bây giờ đến lượt cô rồi. Một con rắn đen bò ra từ trong chiếc nhẫn chữ vật của ông ta, soạt một cái chui vào sâu rong đan điền của Liễu Như Khanh, điên cuồng cắn xé. Liễu Như Khanh đau đến cuộn tròn lại, cơ thể co giật. Đây là rắn u hồn, nó sẽ hút cạn máu của cô trước, sau đó sẽ gặm nhấm thịt của cô. Cuối cùng, nó sẽ nuốt chửng thần hồn của cô. Hai người chịu đau đớn tột cùng. Lại không ai lên tiếng. Cắn chặt răng cố gắng chịu đựng. Lão Hà cũng không vội, lấy ra một bộ dụng cụ uống trà từ chiếc nhẫn chữ vật. Lão Bạch, chúng ta vừa uống trà vừa đợi đi. Bạch Tông Hà gật đầu, được. Hai người vừa ngồi xuống. Thả sư tỷ của tôi ra. Các ông đều đáng chết. Gru. Phía sau vang lên một tiếng rồng gầm, thậm chí xen lẫn tiếng sấm sét. Cái gì vậy? Lão Hà và Bạch Tông Hà quay đầu. Chỉ thấy, một thanh niên không tiếc thiêu cháy tinh huyết, cưỡi trên đầu một con huyết long ngưng tụ từ tinh huyết đang lao đến. Nhóc con, mày là ai? Bạch Tông Hà cau mày. Tôi là ai? Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt, hắn giọng khàn khàn, cái đầu của em gái ông là do tôi chặt xuống, cháu gái Nghe Mộng Tuyết của ông cũng là do tôi giết. Bây giờ biết tôi là ai rồi chứ? Bạch Tông Hà tức đến xanh mặt, cơ thể không ngừng run lên, là... Là mày, xúc sinh, lại là mày. Mày chính là Diệp Bắc Minh đó. Mẹ kiếp, mày đáng chết. Bạch Tông Hà tức giận gầm lên. Xông giết về phía Diệp Bắc Minh như điện giật. Phập, bộ ấm trà của lão Hà vừa lấy ra lập tức nổ tung. Xúc sinh, em gái của Bạch Tông Hà tao mà mày cũng dám giết, lão phu bảo đảm cho mày hối hận vì sinh ra từ trong bụng mẹ của mày. Tao phải cho tất cả những người liên quan đến mày đều phải chết không có chỗ chôn. Bạch Tông Hà mang theo cơn giận ngút trời xông lên. Chư xê tiếp đập mạnh vào huyết long đang lao xuống. Ầm ầm. Huyết long được hình thành từ thiêu cháy tinh huyết của Diệp Bắc Minh nổ tung, tiếng sấm sét vang lên, huyết quang ngút trời. Bạch Tông Hà vốn không ngờ con huyết long này lại mạnh như vậy, lại bị nổ đánh bay đi tại chỗ. Lồng ngực đau rát, miệng phun ra máu tươi. Ông ta vậy mà lại bị thương. Nhìn lại Diệp Bắc Minh còn thê thảm hơn, trực tiếp bị đánh đến lồng ngực vỡ nứ, hai tay cũng gần như tan rời.
máu từ vết thương chảy ra. Sư tỷ, Diệp Bắc Minh lại không màng đến thương tích của mình, cố hết dứng sử dụng ảnh thuấn. Lập tức xuất hiện trước hai người. Tiểu sư đệ, đệ, sao đệ lại đến đây? Đệ đến sớm quá, các tỷ vẫn chưa làm xong tất cả cho đệ. Hai người mở mắt, vừa vui mừng vừa lo lắng, đi đi, mặc kệ các tỷ, đệ mau đi đi. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, dù có chết, đệ cũng phải chết cùng các tỷ. Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt gào lên, giữa đôi lông mày mở ra một con mặt dọc, lập tức nhìn xuyên thấu tình trạng trong cơ thể của hai người. Ma đồng, đồng tử của Bạch Tông Hà co lại. Đáng chết, các ông thật độc ác. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Lòng bàn tay hiện lên một luồng khí thức màu đen, lập tức chui vào trong cơ thể của Đạm Đài Yêu Yêu. Ra đây cho tao. Tử cực thần lôi lại thực sự ra khỏi cơ thể, bị khí thức màu đen ép ra. Cả mày nữa, cút ra khỏi cơ thể của sư tỷ tao. Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, phần thiên chi diễm ngưng tụ thành một con chân long màu vàng kim trong lòng bàn tay. Lập tức chui vào trong đan điền của Liễu Như Khanh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Rắn u hồn màu đen đau đớn xông ra khỏi đan điền. Vì đã hít quá nhiều máu tươi, cả thân mình biến thành màu đỏ máu. Giết! Diệp Bắc Minh tức giận gầm một tiếng. Phần thiên chi diễm nuốt chửng rắn u hồn, hóa thành cho bụi. Khí tức màu đen này là... Vãi, lão Hà suýt kích động đến nhảy lên. Má ơi, khí hỗn độn, đây là khí hỗn độn. Đồng tử của Bạch Tông Hà co lại, còn cả ngọn lửa khủng bố đó. Chẳng lẽ là phần thiên chi diễm trên bảng xếp hạng dị hỏa? Tên nhóc N.A. có lai lịch thế nào? Mà trên người có khí hỗn độn và phần thiên chi diễm? Lão Hà kích động đến đỏ mặt. Ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Hai thứ này đều là bảo vật chí cao vô thượng, đúng là song hỷ. À không, tam hỷ lâm môn. Vẻ mặt của lão Hà dần trở nên dữ tợn, nhóc con, giao đồ ra đây đi. Khí tức của cảnh giới thiên quân không hề che đậy, nghiền áp về phía trước dễ như trở bàn tay. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười, muốn giết tôi, vậy thì cùng chết đi. Hoa tộc, hai chữ vừa được nói ra, giống như chạm vào cấm kỵ. Ầm ầm, tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời, một đường chớp màu máu từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Lão Hà dừng lại. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời thét dài, hoa tộc. Hoa tộc, hoa tộc, hoa tộc, hoa tộc, hoa tộc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên không trung cả phong ma cốc lập tức xuất hiện hàng trăm đường sét màu máu, sức mạnh của pháp tức đáng sợ ngưng tụ thành một vòng xoáy màu máu. Tất cả năng lượng thiên địa xung quanh đều bị thiêu cháy, giống như ngày tận thế. Tao giết mày! Lão Hà mắng lớn, cực kỳ muốn phun ra máu. Diệp Bắc Minh điên cuồng chạm vào cấm kỵ. Cả bầu trời ngưng tụ một sức mạnh hủy diệt khủng bố. Họ nằm mơ cũng không ngờ, sức mạnh pháp tắc cấm kỵ còn có thể sử dụng như vậy. Ầm ầm, đường sét màu máu điên cuồng đập xuống, chuẩn bị diệt trừ tất cả không hề phân biệt. Lão Hà sợ đến chân mềm nhũn, vãi, tên nhóc này muốn chết chung với chúng ta. Bạch Tông Hà sợ đến toàn thân run rẩy, mẹ kiếp, kẻ điên. Tất cả đều là kẻ điên. Mau rút thôi. Lão Hà hét đến khản giọng. Nghĩ cũng biết ông ta sợ hãi đến mức nào. Hai người mau chóng lùi lại như phát điên. A, trưởng lão cứu tôi. Không, tôi không muốn chết. Các đệ tử của bốn thánh địa kêu lên thảm thiết, vừa xông ra mấy trăm mét thì bị lôi điện màu máu nhấn chìm, hóa thành cho bụi tại chỗ. Cách trăm dặm, Nghê Hoàng kinh sợ nhìn về hướng phong ma cốc. Ôm chặt miệng, anh Diệp, anh. Lúc Diệp Bắc Minh chạy đến phong ma cốc, đã bỏ lại một mình cô ta. Thiêu cháy tinh huyết xông đi, nói mình có cách đối phó với hai thiên quân. Hồ vang lời cấm kỵ, chết chung với bọn họ chính là cách của anh sao? Cùng lúc đó, bên ngoài phạm vi thiên lôi bao trùm. Hai bóng người toàn thân cháy đen, bò dưới đất thoi thóp thở. Trên cái đầu đen xì chỉ có hai con mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm về hướng phong ma cốc. Vãi, tên nhóc đó điên rồi, lại muốn kéo chúng ta chết cùng, giọng của lão Hà run run. Vừa nãy ông ta không tiếc sử dụng mọi thủ đoạn giữ mạng. Ngay cả hồn ngọc bản mệnh cũng vỡ nét, cuối cùng nhặt về được cái mạng. Bạch Tông Hà ở một bên cũng không tốt hơn là bao, cất giọng khàn khàn, suýt nữa lật thuyền trong mương. Tên nhóc này đúng là ác. Đáng tiếc, hắn và hai con tiện nhân đó chết chắc rồi. Dưới sức mạnh của cấm kỵ,
không ai có thể sống sót dưới trung tâm thiên lôi, nếu không phải chúng ta có thực lực đủ mạnh, thì chắc chắn hôm nay phải bỏ mạng tại đây, hóa thành cho bụi. Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Cảm giác sống sót, thật tốt. Bây giờ làm thế nào? Tên nhóc đó và hai cô gái kia chết chắc rồi, vẻ mặt của Lão Hà hơi dữ tợn. Bạch Tông Hà lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, hồi phục chút nguyên khí, cứ đợi thêm xem đã, đợi thiên lôi biến mất, chúng ta quay lại xem sao, để tránh tên nhóc đó chưa chết. Cho dù chỉ có 1/100.000 cơ hội, tôi cũng phải đích thân nhìn thấy. Ông đúng là chắc chắn quá, được, vậy thì đợi thêm, Lão Hà gật đầu. Nửa canh giờ sau, thiên lôi dần kết thúc. Hai người về đến ngoài phong ma cốc, mặt đất lún xuống sâu mấy chục mét. Tất cả bùn đất xung quanh đều hóa thành màu cháy đen. Đừng nói là thi thể, ngay cả xương cốt cũng không còn. Lão Hà lắc đầu, bây giờ yên tâm rồi chứ. Bạch Tông Hà gật đầu, ông nói xem liệu có khả năng họ thoát khỏi thiên lôi giáng xuống không. Và trốn vào trong phong ma cốc. Ha ha, Lão Bạch à, ông đúng là quá thận trọng rồi. Lão Hà phì cười lắc đầu, hai chúng ta đều dùng hết tất cả sức lực mới thoát khỏi thiên lôi đánh giết, tên nhóc đó có tư cách gì thoát ra được chứ? Cho dù hắn thoát được, hắn dám tiến vào phong ma cốc, thì cũng là tìm cái chết. Cùng đúng. Bạch Tông Hà kiêng sợ nhìn vào sâu trong phong ma cốc, hai người quay người mau chóng bỏ đi. Cùng lúc đó, lối vào phong ma cốc. Diệp Bắc Minh đặt Đạm Đài Yêu Yêu và Liễu Như Khanh xuống, hơi sợ hãi thở hắt ra. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, vừa nãy may mà có cô. Nếu không phải có cô, ba người chúng tôi thực sự bị thiên lôi đánh thành cho rồi. Vừa nãy hàng ngàn hàng vạn đường thiên lôi nghiền áp xuống. Diệp Bắc Minh đặt cược một phen, lấy ra Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chỉ thẳng lên bầu trời. Một cảnh như trong dự liệu khiến anh vui mừng xuất hiện. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục giống như cột thu lôi, tất cả thiên lôi đều bị nó hút hết vào trong. Diệp Bắc Minh mới bồng hai sư tỷ xông vào phong ma cốc. Vù! Đột nhiên, Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục run lên, một đường quang ảnh màu máu xông ra. Lại ngưng tụ thành một cô bé 7-8 tuổi, chủ nhân, vừa nãy tôi đã ăn no quá. Sau này còn có chuyện tốt như vậy, anh tuyệt đối đừng quên tôi đấy. Hay là anh lại hô thêm mấy lần đi? Vãi! Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đây là bản thể của cô sao? Cô bé cười. Khóe miệng hiện lên hai cái lúm đồng tiền, đúng thế, chủ nhân, đây là bản thể của tôi. Vừa nãy đã hấp thụ đủ năng lượng, liền tịnh hóa thành công. Dáng vẻ này là tôi hóa thành dựa theo lúc tôi tỉnh lại, nếu chủ nhân thích lớn tuổi hơn một chút, tôi cũng có thể biến ra. Vừa dứt lời, bóng hình của cô bé liền biến hóa. Hóa thành một cô gái 16-17 tuổi. Hoạt bát đáng yêu, hoàn hảo xinh đẹp. Chân dài, ngực cao. Giống như sự kết hợp của các cô gái Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Đông Phương Sáng Nguyệt. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Xem ra kiếm hồn của Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chỉ có thể mô phỏng phụ nữ mà cô ta từng gặp. Chủ nhân, không thích hả, tôi còn có thể biến tiếp. Cô gái lập tức biến thành một thiếu phụ khoảng 30 tuổi, thướt tha quyến rũ. Lại có vài phần giống với Bạch Phu Nhân. Được rồi. Diệp Bắc Minh hơi hỗn loạn. Cô cứ giữ dáng vẻ ban đầu đi, đừng biến nữa. Để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Được, cô bé trở lại dáng vẻ 6-7 tuổi vừa nãy. Chỉ là toàn thân đỏ máu, không phải màu sắc bình thường. Cô về trước tiêu hóa đi, có chuyện tôi lại gọi cô. Được, chủ nhân. Bóng hình màu đỏ máu vút lên rồi tắt, biến mất. Diệp Bắc Minh đến bên cạnh hai sư tỷ, truyền thần lực vào trong cơ thể hai người. Rồi lấy ra kim châm và đan dược. Một lát sau, Liễu Như Khanh tỉnh lại trước, tiểu sư đệ. Liền nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, không ngừng thút thít, gặp được đệ thật tốt quá, hu hu. Tộc Thiên Hồ có 9 cái mạng, bây giờ tiểu yêu tỷ tỷ chỉ còn một cái mạng thôi. Phòng tuyền tâm lý căng chặt liền suy sụp. Diệp Bắc Minh vừa an ủi, vừa nhìn một cái đuôi cuối cùng của Đạm Đài Yêu Yêu. Đôi mắt càng lạnh như băng, thất sư tỷ, tỷ yên tâm. Nợ máu phải trả bằng máu. Những kẻ đó, đệ sẽ không tha cho một ai. Liễu Như Khanh gật đầu mạnh, vẫn đang run rẩy. Không dám buông Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh an ủi một lúc lâu, cuối cùng cảm xúc Liễu Như Khanh ổn định lại, mới hỏi, thất sư tỷ, tại sao các tỷ đều thần quốc hỗn độn trước đệ một bước vậy? Các sư tỷ khác đâu?
tại sao tỷ và tiểu yêu tỷ tỷ lại bị đám người Bạch Tông Hà truy giết? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liễu Như Khanh buông Diệp Bắc Minh ra, trực tiếp lấy ra một thứ từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Đây là một thanh kiếm nhỏ màu đen tinh xảo, có lẽ chỉ dài bằng lòng bàn tay. Trên thân kiếm có một con rồng đen sống động như thật vần quanh. Đây là... Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại. Lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu đen giống y hệt từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Liễu Như Khanh hơi ngạc nhiên, tiểu sư đệ có được vật này từ nơi nào? Diệp Bắc Minh nói hết nguồn cơn sự việc một lượt, nói vật này có được từ trong Vương Mị tộc. Đồng thời, anh không nhịn được hỏi, thất sư tỷ, thứ này là cái gì? Có tác dụng gì? Liễu Như Khanh trực tiếp nói, đây là thứ của Hoa Vương năm đó để lại, tên là Hắc Long lệnh. Vật này có tất cả ba cái, chỉ cần thu thập đủ ba cái thì có thể mở được tổ địa hoa tộc. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, tổ địa hoa tộc. Đúng thế. Liễu Như Khanh gật đầu, ban đầu, sau khi hoa tộc bị bao vây tấn công, Hoa Vương biết hoa tộc chắc chắn có kiếp nạn này. Cho nên trực tiếp phong ấn tổ địa hoa tộc và để lại ba Hắc Long lệnh. Một cái ở bốn thánh địa lớn, một cái ở đế cung của thần quốc hỗn độn. Còn cái thứ ba không biết ở đâu, không ngờ lại ở trong tay Mị Vương. Tốt quá rồi, chỉ cần chúng ta tìm được Hắc Long lệnh thứ ba, chúng ta. Còn chưa nói hết câu. Gru, gru, gru. Tiếng gầm vang lên từ sâu trong phong ma cốc, một luồng ma khí màu đen cuồn cuộn đến như sóng thần. Sau trong màu đen hiện lên rất nhiều đôi mắt tanh đỏ, các người là ai? Tại sao cầm Hắc Long lệnh? Ma tộc tôi đã tìm kiếm vật này hàng ngàn hàng vạn năm mà không được, giao ra đây. Sát ý băng lạnh ập đến, ma khí ngút trời bao quanh như sóng thần. Đột nhiên, huyết dịch Diệp Bắc Minh sôi sục, có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Không kịp nghĩ nhiều, bước ra một bước, chặn trước người Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm con mắt tanh đỏ lộ ra từ trong ma khí. Các vị, tôi chỉ là người qua đường, nếu các vị còn tiến thêm một bước. Đừng trách tôi giết không tha. Vừa dứt lời. Ha ha ha. Sâu trong ma khí vang lên một giọng cười lớn. Giết không tha. Ha ha ha, tên nhóc này nói giết không tha. Thú vị, Dạ Huyền, mẹ kiếp, con trai ông đúng là giống y hệt tính cách của ông, cũng chỉ có ông mới sinh ra được con trai như vậy. Một giọng sảng khoái vang lên. Diệp Bắc Minh ngẩn người, Dạ Huyền, bố của tôi. Bù. Ma khí dao động, một sinh vật toàn thân màu đất, đá nham tạo nên từng miếng da thịt. Khoảnh khắc nhìn thấy vật này, trong đầu Diệp Bắc Minh nghĩ đến nhân vật điều khiển trong một trò chơi chiến đấu từng chơi. Người đá. Đúng. Vật trước mắt, hoàn toàn là một sinh vật hình người được tạo thành từ đá. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Tôi là bác hai của cậu, địa ma. Diệp Bắc Minh chố mắt, không thể tin nổi lên tiếng, địa ma. Bác hai của tôi, làm sao có thể? Địa ma lạnh lùng hừ một tiếng, tại sao không thể? Nhóc con, chẳng lẽ ngay cả bác hai mà cậu cũng không biết sao? Ôi trời! Địa ma tức đến nhảy lên, hai tay đập lên lồng ngực. Trời rung núi chuyển. Ngu xuẩn, đừng dọa cháu của chúng ta nữa. Một giọng nói khiến người ta lạnh thấu xương vang lên. Sau đó, chỉ thấy một người phụ nữ dáng người vô cùng yêu mị chậm rãi bước ra từ trong ma khí, vừa nhìn là khiến người khô hết miệng. Kha kha kha! Người phụ nữ bước đến trước người Diệp Bắc Minh. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của Diệp Bắc Minh, cháu cả trông thật tuấn tú. Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt, bà là. Kha kha kha, tôi là Hoàng Ma, là cô của cậu. Người phụ nữ yêu mị liếm môi, cháu cả mau lại đây cho cô hôn một cái. Diệp Bắc Minh nhảy lùi lại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các người thực sự là anh em của bố của tôi ư? Địa ma nổi nóng, quát một tiếng, phí lời, tộc thiên ma ta sinh ra từ hỗn độn. Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng cùng một nguồn gốc, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Đó là tám bộ tộc thiên ma. Một là thiên chúng, hai là long chúng, ba là dạ xoa, bốn là càn đạt bà, năm là Atula, sáu là già lâu la, bảy là khẩn na la, tám là ma miên la già. Bố của cậu là huyền ma, vừa là dạ xoa, cho nên tên là dạ huyền đúng không? Dạ xoa song sinh, bố của cậu còn có một em gái tên là tử huyền. Chẳng lẽ bác hai của cậu lại lừa cậu sao? Nhóc thối.
Địa ma bước lên đáp trước người Diệp Bắc Minh, vỗ mạnh lên bả vai của anh. Phập! Diệp Bắc Minh như bị sét đánh, nửa thân người lún xuống đất. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư đệ! Liễu Như Khanh mau chóng xông đến. Trong ma khí vang lên mấy giọng tức giận, mẹ kiếp, lão nhị, ông đừng không biết nặng nhẹ. Một cái vỗ của ông có thể đập vỡ cả ngọn núi, ông làm vậy, cháu trai chịu nổi không? Cút, mẹ kiếp! Một bóng đen ập đến, một cú đá bay. Phập một tiếng vang lên, cả người địa ma bay ngược ra, đập mạnh vào một dãy núi cách ngàn mét. Ầm ầm, dãy núi sập đổ, khói bụi ngút trời. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cũng thật mạnh quá rồi. Cháu trai, cậu khôn sao chứ? Một người đàn ông trung niên cười đi đến, nhìn có vẻ khá bình thường, chỉ là trên người trải đầy ma vân. Ông ta tóm lấy bả vai của Diệp Bắc Minh, nhấc cổ tay lên. Nhấc Diệp Bắc Minh lên khỏi đất giống như nhổ củ cải, tôi là bác cả thiên ma, chào mừng cậu về nhà. Mọi người còn ngây ra đó làm gì, còn không ra cho cháu cả biết mặt. Tôi là vũ ma, tôi là trụ ma, tôi là hồng ma, tôi là hoang ma. Bốn bóng hình đi ra từ trong ma khí, tuy người nào trông cũng xấu xí quái dị. Nhưng máu trong người Diệp Bắc Minh khẽ sôi sục, cơ thể cũng dần nóng lên. Những người này thực sự là người thân của mình sao? Từ 10 năm trước nhà họ Diệp bị tiêu diệt, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác máu mủ tình thân. Tôi đến rồi đây. Thịch thịch thịch. Đại địa đang chấn rung, giống như động đất cấp 20. Địa ma xông đến trước mọi người, xấu hổ sờ đầu, cháu trai, vừa nãy không làm cậu đau chứ? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, bác hai, cháu không sao. Địa ma cười he he, tôi biết ngay mà. Tên nhóc cậu cơ thể cường tráng. Tiến lên lại vỗ Diệp Bắc Minh một cái. Diệp Bắc Minh cảm thấy mình như ngồi trên tên lửa, trực tiếp bay đi. Soạt, một bóng hình xông ra, giữ lại Diệp Bắc Minh trong không trung, lập tức về đến trước mắt các ma. Vừa hay nhìn thấy địa ma bị một đám người đánh, địa ma, bây giờ ông cách xa cháu trai 100 mét. Địa ma ấm ức đứng phía xa, tôi cũng không muốn, làm sao tôi biết cháu trai yếu ớt như vậy. Diệp Bắc Minh cạn lời. Mình là yếu ớt hả? Mẹ kiếp, chịu được sức mạnh của một trường có thể đập vỡ núi đấy. Cút! Thiên ma mắng một tiếng, nếu ông động vào cháu trai lần nữa, ông đến mà uyên hối lỗi 10.000 năm cho tôi. Địa ma rụt đầu. Thiên ma nhìn sang Diệp Bắc Minh, vẻ mặt tươi cười hỏi, cháu trai, làm sao cháu biết đến phong ma cốc? Lẽ nào bố của cháu nói với cháu, nơi này là nhà cháu? Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi nghiêm trọng, lắc đầu, bác cả, bố chưa từng nói với cháu những việc này. Ngược lại ông ấy bịa ra một câu chuyện về tộc thiên ma cho cháu. Nếu không phải cháu đến phong ma cốc, bây giờ cháu vẫn không biết gì. Cái gì? Thiên ma cau mày, thế là thế nào? Diệp Bắc Minh kể chuyện của bố ra. Sắc mặt các ma biến ảo bất định. Hoàng ma thấy hơi kỳ lạ, Dạ Huyền đang làm gì vậy? Ma tộc chúng ta nói thế nào cũng là một trong 8 vương tộc lớn thần quốc hỗn độn. Lẽ nào Dạ Huyền muốn cho cháu rèn luyện, định cho cháu đứng lên từ 2 bàn tay trắng? Không có cái lý đó, với độ mạnh huyết mạch của cháu trai, hoàn toàn có thể làm thánh tử ma tộc. Mấy người gật đầu theo. Diệp Bắc Minh vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy không đúng. Anh nghi hoặc nhìn mấy người, bác cả, lẽ nào mọi người không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi? Thay đổi cái gì, mấy người ngẩn người. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, tuy ma tộc bây giờ được gọi là một trong 8 vương tộc của thần quốc hỗn độn, nhưng sớm đã không bằng trước đây rồi. Thế là có ý gì? Mấy người nheo mắt, sát ý bùng lên. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cháu vừa đến thần quốc hỗn độn không lâu, nên vẫn không hiểu lắm. Thất sư tỷ, tỷ nói với mọi người đi. Được. Liễu Như Khanh hít sâu một hơi, đi lên trước nói, các vị tiền bối. Ma tộc sớm đã biến chất, đã phân thành mấy chục thế lực lớn nhỏ. Hiện giờ, ma tộc bị các võ giả khác tàn sát ngang ngược, săn giết để lấy tinh hạch ma tộc nhiều không đếm xuể. Đám người này muốn chết hả, thiên ma gầm thét một tiếng, bầu trời lập tức mây đen giăng kín. Ầm ầm, hàng trăm chấp điện màu đen bao trùm cả không trung phong ma cốc, một luồng khí tức hủy diệt nghiền áp xuống. Thất sư tỷ cẩn thận. Diệp Bắc Minh bước lên chặn trước người Liễu Như Khanh. Tuy luồng sát ý này không nhằm vào Liễu Như Khanh, nhưng cũng khiến cô ấy không chịu nổi. Khuôn mặt Liễu Như Khanh trắng bệch,
mấy vị tiền bối bị thần quân hỗn độn trấn áp ở Phong Ma Cốc, ma tộc như rồng không đầu. Các vị chắc sẽ nghĩ đến là cục diện như này chứ phải không? Hỗn xược, thần quân hỗn độn trấn áp chúng tôi. Ăn nói hàm hồ, toàn nói linh tinh. Mấy người liền nổi giận. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, bác cả, cô, chẳng lẽ trong việc này có ẩn tình khác? Cái gì mà trấn áp? Cháu trai, cháu cảm thấy bảy người chúng ta liên thủ, còn không đánh lại được thần quân hỗn độn chó má đó sao? Thiên ma giơ nắm đấm, trên người bùng phát ra một luồng khí tức khủng bố. Diệp Bắc Minh nghĩ một lúc trả lời, cháu chưa từng gặp thần quân hỗn độn. Nhưng ông ta đã lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc của cả đại lục hỗn độn, liệt hai chữ hoa tộc thành từ cấm kỵ. Hoa tộc, từ cấm kỵ, thế là thế nào? Mấy người tỏ vẻ mặt đầy nghi hoặc, năm đó khi thần quốc thành lập, thực lực của hoa tộc thậm chí cao hơn thực lực của tộc thần quân hỗn độn đó. Chỉ là hoa vương một lòng theo đuổi võ đạo, không có hứng thú với quyền lợi. Nên mới nhường hoàng vị cho người khác, làm sao? Chẳng lẽ hoa tộc cũng giống như ma tộc rồi? Diệp Bắc Minh thở hắt ra, xem ra mọi người không hề biết chút gì về chuyện xảy ra ở bên ngoài. Quả nhiên, sức mạnh pháp tắc bên ngoài không thể ảnh hưởng đến Phong Ma Cốc. Nếu không, ở đây thảo luận về hoa tộc, sớm đã gây ra thiên lôi giáng xuống rồi. Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người. Thiên ma cau chặt mày, cháu trai, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoa tộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng. Ở thần quốc hỗn độn, hoa tộc sớm đã diệt vong, hàng trăm đại năng thượng cổ đã ngã xuống. Hoa vương có thể và linh hồn đều tiêu tan, con cháu hoa tộc bị truy giết không ngừng. Trốn chạy từ khắp các thế giới đến thế giới cấp thấp, cuối cùng chạy đến một đất nước chỉ có người phàm thống trị. Thậm chí, cho đến bây giờ, hoa tộc cũng là từ cấm kỵ ở thần quốc hỗn độn. Bất kỳ ai có liên quan đến hoa tộc, hoặc là thảo luận đến hoa tộc, đều giết không tha. Diệp Bắc Minh nói mỗi một câu, mấy người đều giật mí mắt. Đến khi nói đến câu cuối cùng. Vãi! Thần quân hỗn độn điên rồi sao? Loại tiểu nhân âm hiểm này, năm đó chúng tôi cùng đánh thiên hạ, ông ta lại đối xử với hoa tộc như vậy. Lão già đó không xứng làm thần quân. Hoa tộc diệt vong, ma tộc bị bức hại. Ông ta đáng chết. Thiên ma, địa ma, hoàng ma, vũ ma, chủ ma, hồng ma, hoàng ma. Người nào cũng nhảy lên như sấm. Ma khí trên người phun trào, trời long đất lở. Diệp Bắc Minh bảo vệ cho Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu đang hôn mê, tiếp tục nói, các chú bác, mọi người bị thần quân hỗn độn phong ấn ở đây. Chắc sớm đã dự liệu được điều này chứ? Chẳng lẽ những năm nay, mọi người không nghe nói chút tin tức gì về bên ngoài sao? Thiên ma đỏ bừng con mắt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về ướng thần quốc hỗn độn, nếu chúng ta muốn rời khỏi Phong Ma Cốc, thì ai ngăn được chúng ta? Thần quân hỗn độn, ha ha, thiên ma bát bộ chúng ta liên thủ, giết cả thần quân luôn. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, đã như vậy, tại sao các chú bác bị nhốt ở Phong Ma Cốc? Thiên ma lắc đầu, năm đó, thần quân hỗn độn tìm 8 người chúng ta đánh cược, chúng ta đã thua. Cháu trai, cháu quay đầu nhìn xem. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhìn về phía lối vào của Phong Ma Cốc. Vù vù vù. Một trận cuồng phong thổi đến. Một tấm bia không chữ dựng ở lối ra vào được gió thổi bay bụi đất bên trên, cuối cùng lộ ra rõ ràng. 4 chữ thần quân hỗn độn hiện ra trước mắt. Đây là... Diệp Bắc Minh ngẩn người. Hoàng ma cười lạnh lùng một tiếng, chúng ta đánh cược thua, đã đồng ý với thần quân hỗn độn. Thấy tên của người này, lập tức lùi lại trăm bước. Xung quanh cả Phong Ma Cốc đều là tấm bia đá như này. Chúng ta còn thề trong vòng một kỷ nguyên không rời khỏi Phong Ma Cốc, bây giờ có lẽ còn mấy chục năm nữa là hết thời hạn, không ngờ thần quân hỗn độn đã lĩnh ngộ sức mạnh của pháp tắc. Sắc mặt thiên ma âm trầm, theo như tình hình hiện tại, ngày lời hứa kết thúc chính là lúc chúng ta chết. Giọng của địa ma vang lên, tuy tôi hơi ngốc, nhưng tôi cũng biết. Kết cục của hoa tộc chính là ngày mai của chúng ta. Sắc mặt của mấy người biến đổi liên tục, nhanh chóng bàn bạc. Không thể ngồi yên đợi chết. Nhưng chúng ta lấy thiên ma tộc ra thề, một khi rời khỏi Phong Ma Cốc, sợ là. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ ở đây đợi chết sao? Tạm thời chúng ta không thể rời khỏi Phong Ma Cốc, nhưng có người có thể rời khỏi, tôi có thể bảo cậu ta, 7 người thấp giọng bàn bạc. Sau khi bàn bạc kết thúc, mấy người bước ra một bước, đứng xung quanh Diệp Bắc Minh,
cháu trai, bắt đầu từ bây giờ, cháu chính là thánh tử ma tộc. Cháu đại diện ma tộc chúng ta đến đế đô của thần quốc hỗn độn một chuyến, cháu chỉ cần làm một chuyện, đó là nói với mọi người, thiên ma bát bộ ta vẫn sống trên đời. Còn cháy là người đại diện của chúng ta, đồng thời cũng nói với thần quân hỗn độn, muốn kìm kẹp gây khó dễ với thiên ma tộc chúng ta là không thể nào. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Anh DNG định đến đế đô thần quốc hỗn độn một chuyến, tìm Hắc Long lệnh thứ ba. Nếu dùng thân phận hoa tộc, chắc chắn không tiện. Nếu anh biến thành thánh tử hoa tộc, thì khác rồi. Muốn cháu làm thế nào? Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong con mắt của thiên ma hiện lên ánh lạnh lùng, ma tộc ta làm việc, không chịu ràng buộc. Ngang ngược tàn ác là bản sắc của chúng ta. Ỷ thế ức hiếp người là truyền thống của chúng ta. Ỷ mạnh cướp đoạt là tín điều của chúng ta. Trong mắt không có ai là giáo dưỡng của chúng ta. Tóm lại một câu, cháu muốn làm thế nào thì làm thế đó. Có thân phận thánh tử ma tộc này, khi bát đại thiên ma ta chưa chết thì không ai dám động vào một cọng lông của cháu. Ai dám động vào cháu, thiên ma bát bộ cùng ra tay, tiêu diệt tất cả. Kiếm thiên ma đâu ra đây? Bảy người cùng hét một tiếng. Xoẹt! Sâu trong phong ma cốc, một thanh ma kiếm màu tím vút lên trời, mang theo ma khí ngút trời cuồn cuộn đến. Cháu trai, thanh kiếm này là của cháu. Diệp Bắc Minh ngắm kiếm thiên ma. Thanh kiếm này màu tím, toàn thân khắc vân ma, bên trong thấp thoáng có ma khí chảy cuồn cuộn không ngừng. Giơ tay nắm lấy. Lại có cảm giác huyết mạch tương thông. Bắt đầu từ bây giờ, cháu chính là thánh tử ma tộc Dạ Thần. Hoàng cung đế đô thần quốc hỗn độn. Cái gì, lại xảy ra chuyện như này? Một cô gái tuyệt sắc đập bàn đứng lên, vẻ mặt đầy tức giận, nhà họ Bạch lại làm ra chuyện như vậy. Còn dám can thiệp vào việc kế thừa vị trí Mị Vương. Hoàng tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ tâu rõ việc này với mẫu hậu, để bà ấy chủ trì công đạo cho tỷ. Nghe Hoàng thở nhẹ nhõm một hơi, khẽ gật đầu, cảm ơn muội. Cô gái tuyệt sắc phì cười, Hoàng tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt mà. Chuyện của tỷ chính là chuyện của muội, đúng rồi, Diệp Bắc Minh mà tỷ nói bây giờ ở đâu? Lẽ nào thực sự phải để hắn kế thừa vị trí vương của Mị tộc sao? Nghe thấy ba chữ Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của Nghê Hoàng lập tức trở nên đỏ bừng, anh ta. Đã chết rồi, là tỷ đã hại chết anh ta. Cô gái tiến lên ôm lấy Nghê Hoàng, Hoàng tỷ tỷ, xin lỗi, sau này có muội ở đây, không ai có thể ức hiếp tỷ. Một lúc sau, Nghê Hoàng cảm thấy đỡ hơn nhiều. Hai người đi đến bên cửa sổ hóng gió. Bỗng nhiên, bức tranh treo trước bàn đã thu hút sự chú ý của Nghê Hoàng. Đây là... Khi cô ta nhìn thấy người trong bức tranh, đồng tử cũng phải co lại. Đây chẳng phải là Diệp Bắc Minh sao? Đúng là giống y hệt anh Diệp mà. Tỷ nói người trên bức chân dung à? Hoàng tỷ tỷ, tỷ còn nhớ muội từng nói với tỷ là muội có một sư phụ không? Cô gái cười. Nghe Hoàng gật đầu, lại nghi hoặc hỏi lại, có liên quan gì đến bức chân dung? Cô gái giải thích, sư phụ muội dự đoán, người đàn ông trên bức tranh chính là chồng tương lai của muội. Hơn nữa muội nhất định sẽ gặp được anh ta vào ngày sinh nhật trăm tuổi. Sư phụ dự đoán chưa từng sai bao giờ. Cô gái nói xong. Khuôn mặt hơi ửng đỏ, có chút mong đợi nhìn về hướng xa xăm. Hoàng tỷ tỷ, tỷ nói xem chồng của muội rốt cuộc là người như thế nào đây? Nghe Hoàng không trả lời. Trong lòng thở dài một tiếng, thôi vậy, anh Diệp đã chết, không nói với muội ấy chuyện người này chính là anh Diệp thì hơn. Chóp phong ma cốc. Sau khi Diệp Bắc Minh có được kiếm thiên ma, Diệp Bắc Minh nhìn bảy người thế nào cũng thấy hài lòng. Bỗng nhiên, sắc mặt Hoàng ma dao động, cháu trai, cháu cái gì cũng tốt, chỉ là cảnh giới thấp quá. Thế này mà đến đế đô, cho dù có tám thiên ma chống lưng, sợ rằng người khác cũng sẽ không coi cháu ra gì. Vũ ma suy nghĩ một lát, hay là, cho cậu ta đến nơi đó. Được, làm vậy đi. Mấy người đều gật đầu. Thiên ma lên tiếng, cậu nhóc, đi theo bác. Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, quay đầu nhìn Đạm Đài Yêu Yêu và Liễu Như Khanh một cái, bác cả, hai sư tỷ của cháu. Yên tâm đi, ở chỗ chúng ta, hai cô bé không sao đâu, chúng ta sẽ giúp cháu trị thương cho cô bé hôn mê đó. Hoàng ma cười tủm tỉm vỗ lên bả vai của Diệp Bắc Minh. Cảm ơn cô Hoàng ma, Diệp Bắc Minh không nghĩ nhiều thêm. Anh theo thiên ma đi vào sâu trong phong ma cốc.
đi thẳng đến nơi sâu nhất trong phong ma cốc, một vực sâu vô cùng tối tăm nằm ngang trước mắt. Cháu trai, xuống đi, thiên ma chỉ về phía trước. À, Diệp Bắc Minh đi đến trước vực sâu, nhìn xuống dưới một cái, còn chưa nhìn rõ thì thiên ma đẩy vai của anh, vãi. Diệp Bắc Minh cắm đầu rơi xuống vực sâu như sao băng. Lập tức rơi xuống mấy trăm mét. Bù! Bỗng nhiên, lượng lớn ma khí thuần khiết xung quanh ập đến. Điều khiến Diệp Bắc Minh vô cùng kinh ngạc vui mừng là những ma khí này giống như nguồn nước cuồn cuộn không ngừng, còn cơ thể của anh như một bãi cát khô đã lâu. Ma khí điên cuồng chui vào trong cơ thể, luồn lách vào xương cốt tay chân, cuối cùng toàn bộ chui vào đan điền của anh. Nhiều ma khí như vậy, tốt quá rồi. Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Gâu gâu! Đột nhiên, trong túi càn khôn vang lên tiếng sủa. Tiểu hỏa! Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Một ý nghĩ, một sinh vật hình con chó màu đen toàn thân đen xì mọc đầy vảy xông ra. Chó địa ngục vừa xuất hiện đã hưng phấn sủa gâu gâu không ngừng, cảm nhận ma khí rồi rào xung quanh như cá gặp nước vậy, kích động chạy vần quanh Diệp Bắc Minh một vòng. Rồi lại lè cái lưỡi mọc đầy gai liếm mạnh lên mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vỗ đầu chó địa ngục, được rồi, đừng quậy nữa. Ma khí này, mày có thể hấp thụ bao nhiêu thì hấp thụ bấy nhiêu. Gâu! Một người một chó bắt đầu điên cuồng hấp thụ. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt, đột phá. Ầm ầm! Trên bầu trời giáng xuống một đường sấm sét, ầm ầm đánh xuống vực sâu. Cháu trai quả nhiên là thiên tài, mới một ngày đã tăng cấp nhanh như vậy, Hoàng Ma cười tủm tỉm gật đầu. Vẻ mặt hài lòng nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu. Sáu ma khác quay đầu, kinh ngạc nhìn Hoàng Ma, là thiên tài có thể đào tạo chứ? Hoàng Ma cười ha ha trả lời, ha ha, cũng gần ý như vậy. Cùng với lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, Diệp Bắc Minh liền xông vào cảnh giới thiên thần trung kỳ. Anh mở mắt, mỗi một phân da thịt trên người đều được ma khí gột rửa rất nhiều lần, sức mạnh ít nhất tăng lên không chỉ mấy lần. Nhìn về phía chó địa ngục. Tên này lại bò dưới đất ngủ. Đang định gọi chó địa ngục tỉnh dậy. Không đúng, tiểu hỏa có vẻ như đang ngủ, nhưng ma khí xung quanh vẫn hội tụ về phía cơ thể của nó. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, lẽ nào đây là cách tu luyện đặc biệt của chó địa ngục? Thôi, mặc kệ nó, tiếp tục đột phá. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh tiếp tục nhắm mắt. Cơ thể giống như một miếng bọt biển không có nước, ma khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của anh. Ầm ầm. Chỉ lúc sau, lôi kiếp giáng xuống lần nữa. Cảnh giới thiên thần hậu kỳ. Hoàng Ma mở to đôi mắt, vãi. Tốc độ đột phá quá nhanh rồi phải không? Tôi nhớ cháu trai mới vừa đột phá một lần mà. Mới chỉ qua một ngày thôi. Sáu thiên ma khác cũng mở to đôi mắt. Vẻ mặt không thể tin nổi. Phía dưới vực sâu, Diệp Bắc Minh tiếp tục đột phá. Ầm ầm. Thiên kiếp giáng xuống chuẩn giờ, cảnh giới thiên thần đỉnh phong. Hoàng Ma nuốt nước miếng, lại đột phá rồi. Địa Ma hơi kinh ngạc, cũng nhanh quá rồi, còn nhanh hơn nhiều so với tôi năm đó. Thiên Ma rất vui mừng, đúng là rất nhanh, thiên phú của cháu trai còn hơn xa so với chúng ta tưởng tượng. Ba ngày sau, phá cho tôi. Một luồng khí nổ tung, giống như Hoàng Hà vỡ đê, Diệp Bắc Minh trực tiếp đột phá cảnh giới thần tôn. Cảnh giới thần tôn, cuối cùng đã tiến vào cảnh giới thần tôn. Bây giờ có lẽ tốc độ và sức mạnh của cảnh giới bản nguyên cũng không bằng mình. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên tia cười lạnh lùng, còn gặp phải người đẳng cấp như Bạch Phu Nhân và Nghê Mộng Tuyết, không cần đánh lén nữa rồi nhỉ. Ngồi nghỉ một lát, ánh mắt nhìn lên chó địa ngục. Tên này, vẫn đang ngủ. Vãi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, đang định tiến lên đánh thức chó địa ngục. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy không đúng, ấy, tiến hóa rồi. Anh rất kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được khí tức của chó địa ngục có thay đổi rất lớn, ngọn lửa trên người lại hóa thành ma khí đang rực cháy, lóe lên hào quang màu tím quỷ dị. Lẽ nào tiểu hỏa có thể thông qua giấc ngủ để nâng cao cảnh giới? Đúng thật là, thiên phú dị bẩm. Diệp Bắc Minh bất lực lắc đầu. Tiếp tục đột phá. Anh định thử tiến vào cảnh giới thần hoàng xem sao. Nửa ngày sau, cảnh giới thần tôn trung kỳ. Sáng sớm ngày thứ tư, cảnh giới thần tôn hậu kỳ. Sáng sớm ngày thứ năm, cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Sáng sớm ngày thứ sáu,
vẫn là cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Diệp Bắc Minh không từ bỏ, tiếp tục đột phá, cho đến sáng sớm ngày thứ bảy, cảnh giới vẫn kẹt trong cảnh giới thần tôn đỉnh phong không hề nhích thêm. Ma khí trong cơ thể đã đầy, cảnh giới lại giữ nguyên. Xem ra tiến vào cảnh giới thần hoàng cần một số cơ duyên. Diệp Bắc Minh dừng lại, thôi vậy, ổn định cảnh giới trước rồi tính. Cùng lúc đó, chó địa ngục gầm một tiếng, gru. Lại phát ra tiếng rồng gầm. Diệp Bắc Minh không thể tin nổi mở to con mắt, nhìn chằm chằm chó địa ngục. Chỉ thấy, cơ thể của chó địa ngục xảy ra biến hóa long trời lở đất, tấm thân máu thịt lại đang tái tạo lại. Trong tích tắc hóa thành một con chó hình ma long màu đen tím. Gru. Chó địa ngục ngẩng đầu gầm một tiếng cảm thấy không đúng lắm, cơ thể giãy giụa chống cự, cơ thể lại biến trở lại hình dạng chó địa ngục. Gâu gâu. Chó địa ngục hưng phấn sủa lớn. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, hóa rồng thất bại ư. Chó địa ngục xông đến, vừa chạy quanh Diệp Bắc Minh không ngừng, vừa sủa. Diệp Bắc Minh cảm thấy kỳ lạ, anh lại nghe hiểu ý của chó địa ngục, mày muốn nói, mày không muốn hóa rồng. Chỉ muốn tiếp tục làm chó của tao. Gâu gâu. Chó địa ngục hưng phấn gật đầu. Diệp Bắc Minh nhất thời cạn lời, vỗ đầu của chó địa ngục rồi về đến mặt đất. Bảy người lập tức vây đến, vẻ mặt đầy chấn hãi, đôi mắt kích động lóe lên hào quang, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sao mọi người nhìn cháu như vậy? Diệp Bắc Minh hơi xấu hổ. Hoàng Ma nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt muốn ăn thịt anh, nói, bảy ngày tăng hai cảnh giới lớn, ngay cả chúng ta cũng chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy, cháu trai, rốt cuộc cháu là quái vật gì? Sáu người khác cũng gật đầu. Diệp Bắc Minh cười, nếu không phải kẹt trong cảnh giới thần tôn đỉnh phong, cháu đã muốn trực tiếp tiến vào cảnh giới thần hoàng rồi. Tiếc là cháu đã đủ sức mạnh, chỉ là thiếu một lớp giấy dán cửa sổ thì có thể tiến vào cảnh giới thần hoàng. Tiếc là bất luận cháu dùng sức thế nào, cũng không thể phá thủng được lớp giấy này. Bảy chú bác, mọi người biết thế là làm sao không? Bảy người quay sang nhìn nhau một cái. Chú ma cười giải thích, cậu nhóc, thực ra rất đơn giản. Vì cháu chưa chọn đạo của mình. Đạo của bản thân. Diệp Bắc Minh nghi hoặc trong lòng. Chú ma gật đầu, đúng, đạo của trời bao la vạn tượng. Nói một cách dễ hiểu nhất, võ đạo, ma đạo, nhân đạo đều là một trong vạn đạo. Ví dụ như đan đạo, y đạo, kiếm đạo cũng là một loại của vạn đạo. Cao cấp hơn một chút còn có đạo không gian, đạo thời gian, đạo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi tiến vào cảnh giới thần hoàng, có thể lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc, thì là đã có đạo của bản thân. Những đạo này giống như những con đường nhỏ kéo dài vô tận, khởi điểm của mọi người đều giống nhau, giữa chừng có những ngã rẽ thì phải có lựa chọn. Cháu không thể nào đi hết mỗi con đường phải không? Cháu chưa xác định đạo của mình, đương nhiên không thể đột phá đến cảnh giới thần hoàng. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Y đạo, đan đạo, đạo luyện khí, kiếm đạo, đạo tàn sát. Vân vân, anh có trăm vị sư phụ, cũng có nghĩa là anh có thể chọn một trong 100 con đường này. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh nảy ra một ý nghĩ, chỉ có thể chọn một thôi sao? Có thể chọn thêm mấy cái không? Trụ ma lắc đầu, khó lắm, việc này tương đương với người khác chỉ cần đi một con đường. Còn cháu muốn đi cùng lúc hai, ba con đường. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, chẳng lẽ không ai chọn nhiều con đường cùng lúc sao? Trụ ma trầm mặc. Đương nhiên là có. Hoàng ma cười ha ha, hoa vương của hoa tộc các cháu. Năm đó chính là tam tuyệt y đạo võ đạo, đan đạo. Tôi đột nhiên phát hiện, cháu trai rất giống với hoa vương, chắc không phải cháu là hoa vương chuyển thế chứ. Soạt. Ánh mắt của sáu người còn lại lập tức nhìn lên khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, khóa chặt. Chấm. Ở đế đô thần quốc hỗn độn, hai ngày nay vô cùng náo nhiệt. Chỉ có một nguyên nhân, sinh nhật của tiểu công chúa yêu được quý nhất của thần quốc hỗn độn chính là ba ngày sau. Bảy vương tộc và các thế lực đều cử người đến chúc mừng, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Nghe đồn, thần quân sẽ kén chọn con rể vào ngày sinh nhật của tiểu công chúa. Một khi trở thành con rể của thần quân hỗn độn, chẳng phải là cá vượt long môn, một phát bay lên trời ư. Lầu đế khuyết, trên vị trí nổi bật nhất.
Mấy thanh niên ăn mặc hoa lệ, vừa nhìn là biết không phải người bình thường đang bàn luận rôm rả, Trần huynh, chẳng lẽ anh cũng muốn làm phò mã? Trần Phong cười he he, làm sao? Không được hả? Lỡ như công chúa lại thích tôi thì sao? Tôi cũng không phải là không có sở trường hơn người. Ha ha ha. Một chàng cười lớn. Một thanh niên trong đó tỏ sắc mặt nghiêm túc, được rồi, không đùa nữa. Các anh cảm thấy ai có khả năng làm phò mã nhất? Còn phải nói, đương nhiên là Tù Thiên Tù công tử của nguyên tộc rồi, nghe nói thiên hoàng Tù Thiên trưởng của anh ta đã đạt đến cảnh giới xuất sắc. Tù công tử mới là cảnh giới bản nguyên, nghe nói đã có thể vượt cảnh giới chém giết cảnh giới chân quân đỉnh phong. Trần Phong lắc đầu, Lưu huynh, anh nói không đúng, tôi cảm thấy Vũ Văn công tử của canh tộc nắm phần thắng cao hơn. Một thanh niên lên tiếng, các vị đã quên Vũ tộc rồi phải không? Vũ tộc có thể chất gần đến thiên thần, một khi Vũ Sung Tiêu công tử ra tay. Tù Thiên công tử và Vũ Văn công tử chưa chắc đã thắng. Tù công tử lợi hại hơn. Vũ Văn công tử nắm phần thắng cao hơn. Trong lúc mấy người bàn luận rôm rả, một thanh niên dắt một con chó đến trước cửa lầu đế khuyết, chính là Diệp Bắc Minh sau khi dịch dung và chó địa ngục. Bên ngoài của chó địa ngục hơi khoa trương, thậm chí là dọa người. Nhưng nơi này là đế đô của thần quốc hỗn độn, có ma thú hình thù thế nào mà con người ở đây chưa từng thấy chứ? Có khoa trương hơn trăm lần, sợ rằng cũng có. Cho nên, một người một chó vẫn chưa thu hút được sự chú ý của mọi người. Diệp Bắc Minh đang tính tiến vào lầu đế khuyết. Một anh phục vụ vừa nhìn đã thấy cảnh giới của anh, lại mới là cảnh giới thần tôn nhỏ bé. Cho dù anh ta chỉ là một người bình thường, vẫn cảm thấy cao hơn người khác một bậc. Giống như nhân viên trong quầy hàng xa xỉ, cảm thấy những hàng xa xỉ đó đều là của anh ta vậy. Khinh thường cười lạnh lùng một tiếng, đứng lại. Mày, nói anh đấy, nhìn thấy tấm biển đó không? Người và chó không phận sự. Phụt. Một trưởng giáng xuống, anh phục vụ còn chưa nói hết câu đã hóa thành xương máu tại chỗ. Soạt. Lầu đế khuyết vốn đang vô cùng náo nhiệt lập tức yên tĩnh, gần như tất cả ánh mắt trong hội trường đều nhìn qua. Nhìn sang Diệp Bắc Minh. Tên nhóc này dám giết người ở lầu đế khuyết. Hắn điên rồi sao? Một người đàn ông trung niên bước ra một bước, khí tức cảnh giới thần hoàng trung kỳ ầm ầm bùng phát. Dám giết người của lầu đế khuyết tao. Muốn chết hả? Gâu. Diệp Bắc Minh còn chẳng có ý ra tay, chó địa ngục trực tiếp lao đến cắn nứt cổ của người đàn ông trung niên. Rồi lại nuốt luôn cái xác. Việc này. Lầu đế khuyết hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Bắc Minh giống như người không có việc gì, đi đến vị trí đẹp nhất ở lầu đế khuyết. Trần huynh, Lưu huynh. Anh xem tên nhóc đó đi đến chỗ chúng ta kìa, có người lên tiếng. Sắc mặt của Trần Phong và Lưu Ngạo sầm xuống. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Diệp Bắc Minh đến trước chiếc bàn của Trần Phong. Nhả ra một chữ, cút. Sắc mặt Trần Phong âm trầm, nhóc con, mày biết tao là ai không? Tao là nhà họ Trần. Bốp. Một cái tát giáng xuống, Trần Phong bay đi giống như chó chết, thê thảm đập xuống đất, khuôn mặt nứt rạn. Máu tươi chảy xuống theo bên má. Nếu không phải bảo vật trên người đột nhiên phát sáng, chặn lại phần lớn sức mạnh của cái tát, sợ rằng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Mấy người kinh hãi lướt nhìn sang Diệp Bắc Minh, chúng tôi cút ngay. Tất cả tản đi. Diệp Bắc Minh không khách sáo ngồi xuống, mang cho tôi rượu và đồ ăn ngon nhất ở đây lên. Tuy Trần Phong rất tức giận, nhưng lại không dám nói thêm một câu, nhóc con, mày đợi đấy cho tao. Tao không cần biết mày là ai, nhất định cho mày chết rất khó coi. Mấy người vừa chạy ra khỏi lầu đế khuyết. Một đám thanh niên đi đến. Một người thanh niên trong đó tỏ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, Trần Phong thấy vậy vội chạy đến, Tù đại ca, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Người đến chính là Tù Kiếm. Tù Kiếm cau mày nhìn Trần Phong, mặt của anh làm sao vậy? Ai đánh? Trần Phong giải thích một lượt chuyện xảy ra ở lầu đế khuyết. Khóe miệng của Tù Kiếm nhếch lên nụ cười lạnh lùng, dám đánh người của tôi. Tôi muốn xem kẻ nào mà hống hách như vậy. Đi, đến lầu đế khuyết. Vừa tiến vào lầu đế khuyết, Trần Phong chỉ lên vị trí cao nhất. Chính là hắn.
Đôi mắt lạnh lùng của Tù Kiếm lập tức khóa chặt Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh đang cầm một con gà rán bón cho chó địa ngục. Lúc đám người Tù Kiếm đi vào lầu Đế Khuyết, Diệp Bắc Minh ngẩn người một lúc, Nguyễn Thanh Từ. Sao cô ta lại ở thần quốc hỗn độn? Trong đám đông, khuôn mặt Nguyễn Thanh Từ trắng bệch. Đôi mắt đỏ giống như vừa khóc xong. Tù Kiếm bước ra một bước, xuất hiện trước bàn của Diệp Bắc Minh một cách quỷ dị, nhóc con, quỳ xuống xin lỗi người của tao, và tận tay giết con chó của mày. Rồi sau đó tự phế võ công bò ra khỏi lầu Đế Khuyết, ta giữ cái mạng chó cho mày. Cảnh giới bản nguyên trung kỳ, ha ha. Diệp Bắc Minh không nói một câu, không hề do dự ra tay. Phập. Thậm chí mọi người còn không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào, cả người Tù Kiếm đã biến mất. Sau đó, choang một tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Tù Kiếm và đụng vỡ nát hết mười mấy chiếc bàn tiệc rồi ngã dưới đất như chó chết. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực nứt rạn. Tù công tử. Trần Phong hít khí lạnh. Lưu Ngạo Thộn người. Những người khác ở lầu Đế Khuyết, người nào cũng mở to con mắt, giống như nhìn thấy ma. Họ không biết Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ còn không biết Tù Kiếm sao? Tuyệt đối là thiên tài của đội thứ nhất 8 vương tộc. Vậy mà lại bị người khác đánh trọng thương bằng một quyền. Tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tất cả mọi người đều chấn hãi, chỉ có trong đôi mắt của Nguyễn Thanh Từ lóe lên vẻ kích động và vui mừng. Sắc mặt Tù Kiếm trắng bệch, kinh sợ tức giận đan xen nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, thánh tử ma tộc, dạ thần. Mày là thánh tử ma tộc. Đồng tử của Tù Kiếm co lại. Thánh tử ma tộc. Những người khác ở lầu Đế Khuyết ngẩn người, sau đó hiểu ra. Tất cả đều hợp lý. Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến mặt trắng bệch. Được, tao biết rồi. Dạ thần phải không, Tù Kiếm tao nhớ kỹ chuyện hôm nay rồi, chúng ta đi thôi. Tù Kiếm ôm lồng ngực chậm rãi bỏ đứng lên, rồi phun ra một ngụm máu tươi, quay người bỏ đi. Đợi đã. Phía sau vang lên một giọng nói lạnh như băng. Tù Kiếm quay đầu với sắc mặt khó coi. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh nâng một ly rượu, chậm rãi uống một ngụm. Trước nay bản thánh tử không thích ức hiếp người khác, nhưng cũng sẽ không chịu để người khác ức hiếp. Vừa nãy mày nói gì với tao? Quỳ xuống xin lỗi, giết con chó của tao. Rồi tự phế võ công bỏ ra ngoài. Tù Kiếm cắn răng, mày muốn thế nào? Diệp Bắc Minh cười, tự làm theo lời mày vừa nói. Trong đôi mắt của Tù Kiếm bùng phát ra sát ý kinh thiên. Một thanh niên nguyên tộc bên cạnh càng tức giận quát lớn, dạ thần, mày đừng quá đáng quá. Ma tộc suy thoái, cho dù mày là thánh tử ma tộc thật, mày dám động vào người của nhà họ Tù nguyên tộc hả? Ồn ào. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Năm ngón tay nắm hư không, tên thanh niên nhà họ Tù vừa lên tiếng bay đi. Một luồng sức mạnh cường mạnh hoàn toàn nghiền nát đan điền của anh ta. Chó địa ngục trực tiếp xông lên, nuốt sống thanh niên nhà họ Tù. Người tiếp theo là mày đấy, Diệp Bắc Minh cười tà mị. Suýt. Mọi người trong lầu Đế Khuyết hít khí lạnh lần nữa. Trái tim của Tù Kiếm không nhịn được run lên, hắn có thể cảm nhận được người trước mắt không phải nói đùa, anh sẽ giết người thật. Nghĩ đến đây, Tù Kiếm thụp một tiếng quỳ xuống đất. Dạ thần, tôi sai rồi. Tù công tử, anh. Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến hàm răng run lập cập. Tù Kiếm cao ngạo lại quỳ xuống. Các người, đáng chết. Hai tay Tù Kiếm tóm một cách thô bạo, trực tiếp vặn đứt cái đầu của Trần Phong và Lưu Ngạo. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, dạ thần, tôi cũng giết chó của tôi rồi. Tôi đi được rồi chứ. Mày còn quên một chuyện đấy, Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt bình tĩnh. Mày! Tù Kiếm gần như gằn ra một câu từ kẽ răng, mày đừng ức hiếp người quá đáng. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng thế, tao ức hiếp người quá đáng đấy. Mày không ra tay, để tao giúp mày. Giơ ngón tay búng. Một đường ma khí bắn ra, phụt một tiếng xuyên thủng đan điền của Tù Kiếm. À, đan điền của tôi, mẹ kiếp! Mày đã phế tao. Mày lại phế tao thật. A, à, phụt, Tù Kiếm tức giận gào thét, tức giận công tâm ngất xỉu tại chỗ.
những người khác nhà họ Tù mau chóng tiến lên, đưa theo Tù Kiếm đi ra khỏi lầu Đế Khuyết. Đợi đã. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa. Người của nhà họ Tù sợ suýt khóc, người nào cũng quay đầu quỳ xuống. Chỉ có một mình Nguyễn Thanh Tử đứng im ở đó, giống như cái xác biết đi. Diệp Bắc Minh chỉ vào cô ta, cô ở lại, những người khác đi được rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi người nhà họ Tù tháo chạy như được đại xá. Xem ra thánh tử ma tộc không chỉ ngang ngược hống hách, mà còn háo sắc, có người nhỏ tiếng nói. Nguyễn Thanh Tử đứng ở đó, không biết phải làm gì. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng lên, chuẩn bị phòng tốt nhất cho tôi, cô, lại đây. Một người đàn ông trung niên quản lý mau chóng đi đến, thánh tử điện hạ, xin lỗi, vừa nãy người của tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tất cả hóa đơn của cậu ở lầu Đế Khuyết hoàn toàn miễn phí. Không dám chậm trễ, dẫn Diệp Bắc Minh đi đến phòng khách. Nguyễn Thanh Tử cắn môi đỏ, hít sâu một hơi, đi theo phía sau. Sau khi vào phòng, Diệp Bắc Minh cất chó địa ngục vào trong túi càn khôn. Kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Nguyễn Thanh Tử hít sâu một hơi, thánh tử điện hạ, cảm ơn anh đã trừng phạt Tù Kiếm. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu, tuy Tù Kiếm đáng sợ, nhưng anh trai của hắn Tù Thiên còn đáng sợ hơn. Tốt nhất anh mau chóng rời khỏi đế đô thì hơn. Còn nữa, nếu anh có hứng thú với tôi, thì xin anh từ bỏ đi. Trái tim Thanh Tử đã có người khác, tôi chỉ có thể dùng mạng để báo đáp ân tình của anh. Nói xong. Giơ tay lấy ra một con dao găm từ trong chiếc nhẫn chữ vật, không hề do dự đâm về phía cổ. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tiến lên trước một bước, tóm chặt cổ tay của Nguyễn Thanh Tử, cô bé này, tính cách vẫn cương liệt như vậy hả? Nguyễn Thanh Tử cất giọng cực kỳ băng lạnh, thánh tử điện hạ, xin anh tự trọng. Tôi không muốn. Còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh bất lực cười, Thanh Tử, cô nhìn xem tôi là ai. Khuôn mặt biến đổi. Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Nguyễn Thanh Tử. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Nguyễn Thanh Tử liền ngẩn người. Sau đó, nước mắt lập tức tuôn rơi. Hu hu hu, anh Diệp, sao lại là anh, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, ôm chặt, hu hu hu. Tôi còn tưởng không còn được gặp lại anh nữa. Anh Diệp, tôi nhớ anh lắm. Hu hu hu. Diệp Bắc Minh vỗ vai cô ta, an ủi nói, được rồi, đừng khóc nữa, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải cô đang yên ổn ở thần giới sao? Tại sao lại đến đại lục hỗn độn? Tôi. Nguyễn Thanh Tử đỏ con mắt, cơ thể run lên. Cô ta kể lại chuyện Tù Kiếm tiến vào điện thần hoàng, giết mẹ của cô ta. Rồi đưa cô ta đến thần quốc hỗn độn một lượt. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh âm sầm đến dọa người, đáng chết. Vừa nãy tôi nên trực tiếp giết hắn. Nguyễn Thanh Tử rơi nước mắt lắc đầu, anh Diệp, không cần. Vậy là đủ rồi. Nếu anh giết Tù Kiếm thật, ngược lại sẽ bị nhà họ Tù truy giết không ngừng nghỉ. Như này là đủ rồi, Thanh Tử thực sự thấy đủ rồi. Ây, nha đầu ngốc. Diệp Bắc Minh vỗ vai của cô ta. Khóc mãi, Nguyễn Thanh Tử lại ngủ mất. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô ta, Diệp Bắc Minh cũng đau lòng. Bế Nguyễn Thanh Tử lên nhẹ nhàng đặt lên giường, căn phòng rất rộng, Diệp Bắc Minh đến một căn phòng khác nghỉ ngơi. 7 ngày 7 đêm đột phá liên tục, rồi lại lên đường đến đế đô, anh cũng khá mệt mỏi rồi. Vừa nằm xuống không lâu, đột nhiên trong lòng có thêm thứ gì mềm mềm. Mở mắt ra nhìn, Nguyễn Thanh Tử đã rúc vào trong lòng anh từ lúc nào, khuôn mặt đỏ ửng, nói bằng giọng chỉ có con kiến mới nghe thấy, anh Diệp, tôi, một mình tôi sợ lắm. Đừng đuổi tôi đi được không? Đôi mắt long lanh, nước mắt vẫn chưa khô, đáng thương. Diệp Bắc Minh chậm rãi ôm lấy cô ta. Vừa ngủ không lâu, hơi thở của Nguyễn Thanh Tử càng lúc càng dồn dập. Hít sâu một hơi, rồi nghiêm túc lên tiếng. Anh Diệp, tôi muốn cho anh. Lúc này. Dạ thần, cút ra đây. Một giọng gào truyền khắp cả lầu Đế Khuyết. Nghe thấy giọng này, đôi mắt của Nguyễn Thanh Tử hiên lên tia sợ hãi. Anh Diệp, là Tù Thiên. Tù Thiên đến rồi. Anh Diệp, anh tuyệt đối đừng ra ngoài. Tù Thiên rất khủng bố, thực sự rất khủng bố.
Cả thế hệ thanh niên của nguyên tộc không ai là đối thủ của hắn, tuy hắn chỉ là cảnh giới bản nguyên, nhưng người cảnh giới chân quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Anh sẽ chết đấy. Ôm chặt cánh tay của Diệp Bắc Minh. Cầu xin. Không cho anh đi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đừng sợ, đợi tôi quay lại. Nói xong rồi tách ngón tay của Nguyễn Thanh Từ ra, đẩy cửa đi ra. Lúc này, lầu Đế Khuyết vẫn sáng trưng. Những võ giả đang ngủ cũng đều tỉnh dậy, chỉ thấy Tù Thiên đi trên không trung, khí tức cường mạnh bao trùm cả lầu Đế Khuyết. Hắn chính là Tù Thiên sao? Khí thế thật khủng bố, tôi lại muốn quỳ trước hắn. Các võ giả phía dưới ngẩng đầu nhìn lên trời, có một cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Lúc này, cánh cửa của lầu số 1 Thiên Tự mở ra, Diệp Bắc Minh đứng ở cửa. Tù Kiếm hét lên với giọng khàn khàn, anh, chính là hắn, tên nhóc này chính là Dạ Thần. Là hắn đã phế đan điền của em muốn hắn chết. Tù Thiên từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh như đế vương, quỳ xuống trước mặt em trai tao cầu xin tha thứ cho mày. Hay là hai anh em mày cùng quỳ xuống dưới chân tao đi. Quỳ xuống cho tao, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên như thiên lôi. Bước ra một bước. Nghịch Thiên đi lên. Vãi. Hắn coi thường sự uy áp của Tù Thiên. Lại chủ động ra tay. Các võ giả ở lầu Đế Khuyết cắn mạnh đầu lưỡi, suýt nữa kinh hãi nhảy lên. Muốn chết hả? Con mắt của Tù Thiên sầm xuống, giơ chân trực tiếp dẫm về phía thiên linh cái của Diệp Bắc Minh. Nổ cho tao. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, ma khí ngút trời hóa thành một con ma long màu đen. Chân trái của Tù Thiên giáng xuống một cách hung tàn, khoảnh khắc tiếp xúc với ma long màu đen lại trực tiếp nổ tung, sức mạnh cường mạnh trực tiếp đánh Tù Thiên bay đi. Anh! Tù Kiếm mặt đầy kinh sợ. Chân của Tù Thiên nổ rồi. Ôi trời ơi, tên nhóc này thực sự là thánh tử ma tộc sao? Sức chiến đấu mạnh quá, mọi người đều sửng sốt, suýt nữa lồi cả con ngươi. Tù Thiên cảm nhận được sức chiến đấu khủng bố của Diệp Bắc Minh, hắn ổn định cơ thể trên không trung. Con mắt âm sầm đến đáng sợ, một lúc nuốt uống mấy viên đan dược, chỗ vết thương ở chân lại lập tức mọc ra một cái chân giống hệt. Dạ Thần, đúng là bản công tử đã khinh địch rồi. Không ngờ mày lại có thực lực như vậy. Chỉ tiếc là vẫn phải chết dưới tay bản công tử. Tù Thiên không hề do dự, năm ngón tay xòe ra trên không trung, Thiên Hoàng Tù Thiên Trưởng. Bầu trời biến ảo, một cảnh không thể tưởng tượng diễn ra. Sao sáng ngập trời lại đang điên cuồng vụt lóe, từng luồng sức mạnh sao trời từ trên trời giáng xuống lập tức chui vào trong lòng bàn tay của Tù Thiên. Liền sau đó, phía sau người hắn ngưng tụ thành một bản đồ vũ trụ tinh thần khí thế mạnh mẽ. Giết! Tù Thiên quát lên một tiếng. Bản đồ vũ trụ tinh thần nghiền áp đến, cả lầu Đế Khuyết chấn rung điên cuồng. Bù! Trận pháp phòng ngự của lầu Đế Khuyết khởi động, 7-8 kết giới phòng ngự sáng lên, từng tầng liên tiếp chặn trong hư không. Giác! Kết giới của trận pháp phòng ngự lầu Đế Khuyết trực tiếp nứt ram lại không ngăn được sức mạnh của Thiên Hoàng Tù Thiên Trưởng. Đúng lúc Diệp Bắc Minh chuẩn bị sử dụng đến kiếm thiên ma. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Tù Thiên, dừng tay. Một ông lão áo tím bước trên không trung đi đến, đưa ra một bàn tay đập về phía bản đồ vũ trụ tinh thần. Chỉ nghe tách một tiếng giòn tan, bản đồ vũ trụ tinh thần Lapi ức hóa thành vô số mảnh vụn như kính vỡ, tiêu tan. Tiêu Thái Sư. Đồng tử của các võ giả ở lầu Đế Khuyết co lại. Người đến chính là Thái Sư của Thần Quốc Hỗn Độn, Tiêu Trấn Quốc. Tù Thiên, nơi này là đế đô, lầu Đế Khuyết là nơi năm đó đích thân thần quân đã đến, cậu muốn hủy nơi này sao? Tiêu Trấn Quốc có khuôn mặt vuông chữ điền, bước đi mạnh mẽ như rồng như hổ, toát ra vẻ uy nghiêm. Đôi mắt của Tù Thiên lạnh lùng, Thái Sư, tôi chỉ giết một mình hắn. Sẽ không hủy lầu Đế Khuyết. Hừ. Tiêu Trấn Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, 3 ngày sau là sinh nhật của công chúa. Nếu thần hậu biết cậu ra tay đánh nhau ở lầu Đế Khuyết. Coi thường uy nghiêm thần quốc, cậu đoán xem sẽ có hậu quả gì. Nghe đến tên cậu thần hậu, sát ý của Tù Thiên liền giảm bớt. Hắn lạnh lùng lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cho mày sống thêm 3 ngày, mạng của mày, sớm muộn gì cũng là của Tù Thiên tao.
Em trai, chúng ta đi. Nhóc con, mày đợi đấy, Tù Kiếm hầm hầm liếc xéo Diệp Bắc Minh một cái, ánh mắt đó gần như có thể giết người. Tao cho mày đi chưa? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, muốn giết tao thì đến, không giết được thì muốn đi hả? Coi thánh tử ma tộc dạ thần tao là gì hả? Ảnh thuấn. Một ý nghĩ. Xuất hiện trước người Tù Thiên, tấn công ra một quyền. Gru. Ma long màu đen xông ra, trực tiếp đánh Tù Thiên bay đi. Khi Tù Thiên đứng vững lại, phát hiện năm ngón tay của Diệp Bắc Minh đã bóp chặt cổ của Tù Kiếm, thả em trai tao ra. Diệp Bắc Minh nhếch miệng, cái đồ như con chó, cũng dám ra lệnh cho tao. Chết đi cho tao. Một tay khác tóm lấy chân của Tù Kiếm. Xoẹt. Máu tươi văng ra, máu thịt bắn tung tóe. Một chân của Tù Kiếm lại bí xé toạc, trực tiếp ném ra kinh mạch liên kết với da thịt. Thô bạo. Mẹ kiếp, quá thô bạo rồi. Chó địa ngục. Chó địa ngục xông ra, nuốt chửng cái chân của Tù Kiếm. Vẫn còn thèm thuồng liếm mép, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh. Ôi mẹ ơi! Các võ giả khác trong lầu đế khuyết kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Tiêu Trấn Quốc cũng ngẩn người, vốn chưa phản ứng lại. Cơn đau dữ dội khiến Tù Kiếm gần như ngất đi, hắn kêu lên như phát điên, a, chân của tôi. Anh, cứu em với, hu hu hu, chân của em mất rồi. Em muốn tên xúc sinh này chết, anh, giúp em giết hắn đi. Diệp Bắc Minh thấy nực cười, chết đến nơi rồi mà vẫn cứng miệng. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Cơ thể của Tù Kiếm bị xé rách tại chỗ. Ném thi thể cho chó địa ngục ăn như ném rác. Một phát nuốt chửng, không còn xương cốt. Em trai, không, dạ thần, mẹ kiếp, mày muốn chết hả? Tù Thiên hoàn toàn nổi giận, tiếng gào thét nổ ra như sấm. Xông về phía Diệp Bắc Minh như mãnh thú. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, anh dậm mạnh chân, tại chỗ hóa thành một tàn ảnh xông đến. Tấn công ra một quyền thô bạo, quỳ xuống cho tao. Phập. Khoảnh khắc nắm đấm của hai người chạm vào nhau, nắm đấm của Tù Thiên trực tiếp nổ tung, độ mạnh thân thể vốn không bằng Diệp Bắc Minh. Nhanh chóng lùi lại. Nuốt mấy viên đan được với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc cánh tay mọc ra, hắn quát lớn một tiếng, Thiên Hoàng Tù Thiên trưởng. Tù Thiên, một quyền này của tao đã đánh vỡ quyền của mày. Phế vật gì cũng dám ngang ngược trước thánh tử ma tộc tao, Diệp Bắc Minh hào khí ngút trời. Tất cả sức mạnh trong cơ thể đều tập trung vào trong một quyền. Đúng lúc hai người sắp chạm vào nhau. Bù! Cuối cùng Tiêu Trấn Quốc phản ứng lại, một bước xuất hiện giữa hai người. Sức mạnh của hai người đập lên một bức tường năng lượng vô hình, làn sóng tỏa ra như sóng thần. Cả lầu đế khuyết điên cuống chấn rung. Xung quanh đá bay cát nổi, rất nhiều hoa cỏ cây cối đều nổ tung, hóa thành bột vụn. Hai người đã quậy đủ chưa? Dừng tay hết cho tôi, Tiêu Trấn Quốc quát lên một tiếng. Đều là người của tám vương tộc, đấu đá lẫn nhau. Cho người khác xem trò cười hả? Tù Thiên suýt tức chết, đôi mắt đỏ bừng, gào lên, Thái sư, hắn đã giết em trai của tôi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên lạnh lùng, bản thánh tử không chỉ muốn giết em trai mày, mà còn muốn giết mày. Tao còn muốn giết cả nhà mày, diệt cả nguyên tộc của mày, mày tin không? Lời vừa được nói ra, giống như dẫn nổ bom. Tất cả mọi người há hốc miệng, sợ đến tim như muốn nổ tung. Thánh tử ma tộc thật lợi hại, vãi. Không hổ là thánh tử ma tộc, cũng chỉ có ma tộc mới dám nói những lời như này. Ma tộc hống hách bá đạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều võ giả ngầm giơ ngón tay cái. Mày! Tù Thiên tức đến chán nổi gân xanh, đang định ra tay. Tiêu Trấn Quốc liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể tạm thời kiềm chế cơn lửa giận. Dạ thần, cậu nói như vậy không sợ mang đến tai họa cho ma tộc sao? Con mắt của Tiêu Trấn Quốc sầm xuống, lạnh lùng quát nói. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, tôi sợ con khỉ. Lúc tôi rời khỏi phong ma cốc, các chú bác thiên ma của tôi đã nói. Ai dám chọc vào ma tộc tôi, đại quân thiên ma bát bộ sẽ đến san bằng tất cả. Vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh dậm chân. Tám thiên ma lệnh lơ lửng phía sau anh,
hiện ra 8 bóng người ma tộc thượng cổ trong hư không. Tiêu Trấn Quốc nuốt nước miếng. Với tính cách thiên vị bảo vệ người thân của ma tộc, thực sự có thể làm ra chuyện như này. Hiện nay, tuy ma tộc loạn thành nồi cháo. Nhưng một khi 8 thiên ma từ phong ma cốc đi ra, quần ma thiên hạ hưởng ứng, cho dù là thần quân cũng không muốn nhìn thấy cục diện này. Tiêu Trấn Quốc quay đầu nhìn Tù Thiên, tôi đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Là Tù Kiếm chủ động chọc vào Dạ Thần, cho nên, chuyện này kết thúc tại đây. Đôi mắt Tù Thiên đỏ bừng, thần hậu là người của nhà họ Tiêu. Tiêu Trấn Quốc nói chuyện này kết thúc tại đây, có lẽ cũng đại diện cho ý của thần hậu. Dạ Thần, Tù Thiên tao thề, cả đời này phải giết chết Dạ Thần mày. Nếu mày không chết, cả đời Tù Thiên tao không thể lĩnh ngộ đại đạo chân đế, chết thảm trên con đường tu võ. 3 ngày sau là tiệc sinh nhật của công chúa, nếu có giỏi, thì 3 ngày sau chúng ta gặp nhau trên võ đài. Nếu mày không dám lên võ đài thì quỳ trước mặt tao dập đầu 3 cái nhận thua cũng được. Nói xong, Tù Thiên vốn không cho Diệp Bắc Minh cơ hội từ chối. Quay người biến mất. Hắn định sau khi về, cho người loan tin ra ngoài, ép Diệp Bắc Minh lên võ đài. Tin tức giống như mọc chân, lập tức truyền khắp cả đế đô. Thánh tử ma tộc Dạ Thần cưỡng thế ra tay ở lầu đế khuyết, xé vụn Tù Kiếm cho chó ăn trước mặt Tù Thiên. Thông tin vừa truyền ra, cả đế đô đều sôi sục. Ôi mẹ ơi, Tù Kiếm, là Tù Kiếm của nguyên tộc đó ư. Anh trai hắn Tù Thiên được mệnh danh là thiên tài đệ nhất nguyên tộc. Tự sáng tạo ra thiên hoang Tù Thiên trưởng, mới cảnh giới bản nguyên đã có thể vượt một cảnh giới lớn giết chết thiên tài cảnh giới chân quân. Là hắn. Vãi. Những người được biết tin, không ai là không kinh hãi đến toàn thân run lên, không ngừng hít khí lạnh. Trước mặt Tù Thiên, xé xác sống Tù Kiếm, đúng là ác mà. Hai người hẹn 3 ngày sau quyết chiến một trận, ở ngay tiệc sinh nhật của công chúa. Thiên kiêu nguyên tộc đấu với thánh tử ma tộc, có trò xem rồi. Gần như tất cả võ giả đều đang bán tán. Đêm này chắc chắn là một đêm không ngủ. Trong một cung điện xa hoa sâu trong đế cung. Cô gái vẫn ngắm bức chân dung, miệng lẩm bẩm, đều là những tin tức nhàm chán, đánh đánh giết giết có ý nghĩa gì. Rốt cuộc lúc nào phu quân của mình mới xuất hiện, sư phụ không lừa mình chứ. Nghê Hoàng ở bên cạnh thở dài một tiếng, không nói gì. Chấm. Diệp Bắc Minh về phòng, Nguyễn Thanh từ sớm đã khóc giàn giụa nước mắt. Cảm ơn, anh Diệp, cảm ơn anh đã báo thù cho mẹ của tôi, đầu gối Nguyễn Thanh từ mềm nhũn, định quỳ xuống. Diệp Bắc Minh giơ tay, một luồng sức mạnh ập đến. Bất luận thế nào Nguyễn Thanh Từ cũng không quỳ xuống được. Tôi nhận lời cảm ơn của cô, không cần quỳ đâu. Đã rất muộn rồi, cô nghỉ trước đi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vừa nghe lời này, Nguyễn Thanh Từ lập tức đỏ mặt, ấp úng nói, anh Diệp, tôi vẫn hơi sợ. Được, vậy tôi ở cùng cô. Vâng vâng. Nguyễn Thanh Từ gật đầu, lao vào trong chăn như con nai con. Ném ra mấy chiếc áo. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên, Nguyễn Thanh Từ cảm nhận được Diệp Bắc Minh đi đến, trái tim nhỏ đập thình thịch điên cuồng không ngừng. Lần đầu tiên liệu có đau không? Không có kinh nghiệm thì làm thế nào? Nguyễn Thanh Từ nghĩ trong lòng. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh không có ý chui vào trong. Cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Cô ấy không biết rằng, Diệp Bắc Minh chỉ ngồi bên giường một đêm. Thần hồn trực tiếp tiến vào trong lĩnh vực tuyệt đối của tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Trận chiến đêm nay, anh có cảm nhận rất sâu sắc. Khi anh nhìn thấy Tù Thiên ngưng tụ sức mạnh tinh thần, hóa thành thiên hoang Tù Thiên trưởng, trong lòng đã nảy ra một vài ý nghĩ. Mượn dùng ngoại lực, đánh ra chiến lực mà cảnh giới bản nguyên không nên có. Có phải mình cũng có thể làm như vậy không? Diệp Bắc Minh nhắm mắt trầm tư. Không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên. Diệp Bắc Minh mở đôi mắt, quát một tiếng, mở cho tôi. Bù. Trong tích tắc, hư không phía sau Diệp Bắc Minh rung lên một hồi. Một cảnh không thể tưởng tượng xảy ra. Trong hư không ngưng tụ một tòa bảo tháp cao vạn trượng, bóng hình vô cùng mờ ảo, lại cho người ta cảm giác ngọn núi lớn sắp đổ xuống.
ầm ầm. Tấn công ra một quyền. Hư ảnh của tháp càn khôn chấn ngục nghiền áp về phía trước. Phập. Hư không tiêu tan, sập đổ, năng lượng điên cuồng ngang ngược. Vãi, được thật ư. Trong mắt Diệp Bắc Minh lóe lên tinh quang, khẽ quát một tiếng, hình nộm, ra đây. Năng lượng dao động, ngưng tụ thành một bóng người giống y hệt anh. Hãy đánh tôi bằng quyền pháp vừa nãy. Hình nộm không nói nhiều, tấn công ra một quyền. Diệp Bắc Minh dựa vào thân thể đỡ lấy đòn này, cả người bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng lập tức rạn nứt. Vãi! Sức mạnh mạnh quá, bản thân mình cũng không chịu nổi. Diệp Bắc Minh lau sạch máu trên khóe miệng. Cũng may ở đây là không gian bên trong tháp càn khôn chấn ngục, thương thích có thể hồi phục nhanh chóng, chết cũng không sợ. Nếu không một quyền vừa nãy, gần như đã đánh anh tàn phế. Coi như là quyền pháp do mình sáng tạo ra ư, gọi là gì nhỉ? Sau một hồi lâu trầm ngâm, không gian tĩnh mịch vang lên một giọng nói, gọi là quyền càn khôn chấn ngục đi. Sáng hôm sau, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi không gian bên trong của tháp càn khôn chấn ngục, Nguyễn Thanh Từ vẫn đang ngủ. Thanh Từ, phải dậy rồi. À, ồ, được. Nguyễn Thanh Từ lim dim mơ màng, trực tiếp ngồi dậy. Chăn trên người tuột xuống. Diệp Bắc Minh ngẩn người, giật khóe miệng. Tối qua cô bé này đã tự cởi hết đồ, nằm trong chăn đợi anh một đêm. Lúc này, Nguyễn Thanh Từ vẫn chưa phát hiện ra tình trạng của mình, còn vươn vai, anh Diệp, anh dậy rồi à? Tôi. Nguyễn Thanh Từ mới phát hiện Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm cô ấy. Liền sau đó. À. Kinh hãi kêu lên một tiếng. Vội vàng co lại trong chăn, anh Diệp, tôi. Diệp Bắc Minh lặng lẽ đứng lên, tôi ra ngoài đợi cô tắm trước đi. Đứng lên rời đi. Đợi khi Nguyễn Thanh Từ mặc xong quần áo đi ra, khuôn mặt vẫn nóng bừng. Diệp Bắc Minh trực tiếp chuyển chủ đề, Thanh Từ, hôm nay theo tôi ra ngài tìm đồ đi. Nguyễn Thanh Từ ngoan ngoãn gật đầu, anh Diệp muốn cái gì? Vũ khí thông linh. Càng nhiều càng tốt. Sau khi ăn sáng xong, hai người đi ra khỏi lầu đế khuyết. Thánh tử ma tộc ra rồi. Anh ta chính là dạ thần. Bù. Lầu đế khuyết người đông nghìn nghịt, bao vây con phố không lọt giọt nước, muốn đi ra cũng khó. Diệp Bắc Minh quát một tiếng, tất cả cút ra, đừng chặn đường của bản thánh tử. Con phố náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Không một người nào nhường đường. Thậm chí tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt băng lạnh. Sát cơ nổi lên. Cho dù anh là thánh tử ma tộc, chọc giận đám đông thì chính là tìm cái chết. Mọi người đều là con cưng ông trời của các thế lực lớn, đều đến xem trò vui. Bỗng bị người khác uy hiếp như vậy, đương nhiên là không vui rồi. Cực kỳ không vui. Một thanh niên cao gầy khoanh hai tay trước ngực, giọng kỳ quái lên tiếng, cái gì vậy? Thực sự tưởng thánh tử ma tộc vô địch thiên hạ hả? Ai mà không biết ma tộc đã phế rồi, nếu không phải thần quân nhân từ, giữ lại chức tước vương tộc của ma tộc. Thì ma tộc sớm đã bị người ta tiêu diệt rồi. Lời vừa được nói ra. Lập tức có người hùa theo. Tôi cũng không biết hắn đang quát cái gì. Hôm qua bản thiếu tông chủ còn săn giết hàng trăm ma tộc, có được vô số tinh hạch cơ. Chúng ta không nhường. Hắn có thể làm gì chứ? Tên nhóc này dám ra tay thật sao? Người lên tiếng nói nhếch miệng thích thú. Nguyễn Thanh Từ nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt trắng bệch. Cô ấy kéo cánh tay của Diệp Bắc Minh, anh Diệp, hay là chúng ta quay vào đi? Ở đây có ít nhất mấy ngàn thế lực, anh không cần thiết chọc giận bọn họ. Diệp Bắc Minh cười, một đám ô hợp, chẳng làm được trò gì. Thanh Từ. Cô có tin tôi chỉ giết vài tên là tất cả giải tán không? Vừa dứt lời. Diệp Bắc Minh bước ra một bước, lại lập tức đứng trước người thanh niên cao gầy. Mày muốn làm gì? Thanh niên cao gầy lùi lại theo bản năng, vốn không nghĩ Diệp Bắc Minh dám ra tay thật. Cái miệng của mày thật muốn ăn đòn đấy. Diệp Bắc Minh tóm lấy bả vai của hắn. Buông tao ra. Thanh niên cao gầy âm lạnh quát một tiếng. Giơ tay tóm về phía cánh tay của Diệp Bắc Minh, định trực tiếp bẻ gãy.
một tay khác của Diệp Bắc Minh trực tiếp tóm lấy cổ tay của hắn, giật thật mạnh. Xoẹt. Cánh tay bị giật đứt. A. À. Thanh niên cao gầy kêu lên đau đớn, tay của tôi. A, à, mày, làm sao mày dám đối xử với tao như vậy? Ai mà không biết tao là Ngô Nguyên, tao là đại trưởng lão của Điện Huyết Nguyệt. Đại trưởng lão phải không? Diệp Bắc Minh giơ tay tát mấy cái, đánh cho tất cả răng của Ngô Nguyên rụng hết. Rồi ném ra cổng lầu đế khuyết như vứt rác. Đơn giản, thô bạo. Hai người đàn ông lên tiếng chế nhạo anh còn lại thấy vậy, sợ đến quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh lại giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện trước hai người. Hai tay tóm lấy cổ họng của hai người, vứt ra ngoài như chó chết. Hai người nổi giận không thôi bò lên, dạ thần, mày thật to gan, tao là thiếu tông chủ Giang Thiên Minh của Võ Cực Tông. Còn tao, mày càng không chọc vào được, tên Hà Thành. Bố của tao là Hà trưởng lão của một trong bốn thánh địa. Điện Huyết Nguyệt, Võ Cực Tông, bốn thánh địa. Diệp Bắc Minh cau mày. Các võ giả khác có mặt thấy vậy, đều lộ ra nụ cười. Đều nghĩ Diệp Bắc Minh đã sợ. Ba người thấy vậy, càng cười dữ tợn, dạ thần, sợ rồi hả? Bây giờ lập tức quỳ xuống cho tao, dập đầu nhận sau còn có cơ hội sống. Diệp Bắc Minh cười ngạo mạn, cái đầu như ba con chó, cũng xứng làm bản thánh tử sợ. Các người đã tự tin với thân phận của mình như vậy. Vậy thì dẫn đường cho tao như con chó đi. Năm ngón tay nắm trên không trung. Một luồng sức mạnh không thể chống đỡ, chân tay của bốn người rắc rắc vang lên. Lập tức các khớp xương bẻ thành hình dạng chữ L. Đồng thời, Diệp Bắc Minh giơ tay, ma khí ngưng tụ thành ba cái xích quấn lên cổ ba người. Quỳ xuống đất bò đi cho bản thánh tử. Chỗ nào đông người thì bò đến chỗ đó, Diệp Bắc Minh ra lệnh. Ba người bò dưới đất, tay chân gãy hét, giống như một con chó. Vãi! Thánh tử ma tộc này điên rồi sao? Lại coi họ thành con chó. Đồng tử của mấy trăm ngàn người ở hiện trường co lại, sợ đến tìm gần như nổ tung. Đây là tát vào mặt của Điện Huyết Nguyệt, Võ Cực Tông, bốn thánh địa lớn trước mặt nhiều người mà. Không hổ là ma tộc, quá hống hách rồi. Vãi! Lợi hại! Rất nhiều võ giả nuốt nước miếng. Mày, làm sao mày dám đối xử với bọn tao như vậy? Ba người Ngô Nguyên, Giang Thiên Minh, Hà Thành đều thộn ra. Tức đến toàn thân run rẩy. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, không làm chó, thì chết đi. Chó địa ngục, nuốt chửng bọn họ đi. Một ý niệm, chó địa ngục xông ra từ túi càn khôn. Nhe răng nhe lợi xông đến. A, à, đừng. Tôi tình nguyện làm chó, go go go. Ba người sợ đến lặn lộn dưới đất, điên cuồng bò đến con phố náo nhiệt nhất đế đô. Vù. Các võ giả còn lại thấy vậy, đều nhường ra một lối đi, không có ai dám ngăn Diệp Bắc Minh nữa. Toàn thân Nguyễn Thanh Từ cứng đờ, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, mau chóng đuổi theo. Sinh nhật trăm tuổi của công chúa thần quốc hỗn độn. Tất cả tề tựu đông đủ ở đế đô. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, Diệp Bắc Minh dắt theo ba người bò dọc theo con phố, dẫn đến màn chấn động. Có chuyện gì vậy, thú cưng sao? Đợi đã, đó chẳng phải là Ngô Nguyên, con trai của đại trưởng lão Điện Huyết Nguyệt sao? Tháng trước tôi còn từng uống rượu với anh ta. Giang Thiên Minh, ôi trời ơi, thiếu tông chủ của Võ Cực Tông, Giang Thiên Minh, bố của anh ta là đại năng cảnh giới thiên quân đó. Ực ực, Hà Thành Xuyên. Lão Hà là trưởng lão của một trong bốn thánh địa lớn đó. Tên nhóc này là ai? Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh sợ. Nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. 99% số người ở đây đều không chọc vào được bất kỳ ai trong ba người này. Lúc này, họ lại bị người trước mặt coi như con chó dắt đi. Thánh tử ma tộc Dạ Thần. Hắn là thánh tử ma tộc Dạ Thần. Cái gì? Là hắn. Chính là kẻ tối qua đã cho con chó ăn thịt sống tủ kiếm trước mặt nhiều người. Trong lòng mọi người dấy lên làn sóng sợ hãi. Suýt, vậy bỗng nhiên hợp lý rồi. Một số người hiện ánh mắt kỳ lạ, cũng chỉ có thánh tử ma tộc dám hống hách như vậy. Bỗng nhiên, con trai. Một tiếng thét tức giận vang lên,
một ông lão lao đến như vòi rồng, vãi, mẹ kiếp, xúc sinh, thả con trai của lão phu ra. Khoảnh khắc Ngô Thao xuất hiện, suýt nữa tức đến ngất đi. A à, hú hú hú. Giọng thứ hai vang lên. Tông chủ Võ Cực Tông đã đến, khi ông ta nhìn thấy con trai bị dắt đi bỏ dưới đất như một con chó. Cả người tức đến run lên, hư không càng nổ tung. Tiểu xúc sinh, mày thật đáng chết. Cho dù mày là thánh tử ma tộc, hôm nay bản tông chủ cũng phải cho mày chết không có chỗ chôn thân. Tông chủ Võ Cực Tông nhảy lên như sấm. Đôi mắt đỏ máu. Xuyên Nhi. Giọng thứ ba vang lên. Điều khiến Diệp Bắc Minh bất ngờ là, người này lại là Lão Hà đã cùng Bạch Tông Hà hành hạ hai vị sư tỷ của anh ở bên ngoài Phong Ma Cốc. Khoảnh khắc Lão Hà xuất hiện, trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên sát ý. Bố, cứu con với. Hu hu hu, quá nhục nhã. Con muốn dạ thần này phải chết. Bố, giúp con giết hắn cho chó ăn đi. Ba người Ngô Nguyên, Giang Thiên Minh, Hà Thành Xuyên gào thét như phát điên. Trạng thái đã rất điên cuồng. Giết. Chết chết chết, chết đi cho lão phu. Ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà gần như cùng ra tay. Dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Tiêu Trấn Quốc chặn trước ba người, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh một cái, sao lại là cậu? Diệp Bắc Minh nhún vai, là họ chọc vào tôi trước. Cho nên cậu đối xử với họ như vậy. Tiêu Trấn Quốc cạn lời. Lập tức quay đầu. Nhìn ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà, ba vị, khoan đã. Đây là quốc đô thần quốc, không được tự ý ra tay. Thái sư, nếu con trai ông bị người ta dắt đi trên phố như con chó, ông có thể nhịn được không? Ngô Thao cất giọng khàn khàn. Tông chủ Võ Cực Tông hét lên, bất luận dạ thần có thân phận gì, hắn cũng phải chết. Đôi mắt Lão Hà đỏ máu, Tiêu huynh, chuyện này không thể bàn được. Cho dù Lão Phu không làm trưởng Lão Thánh Địa nữa, hôm nay cũng phải giết tên ma này. Tiêu Trấn Quốc thản nhiên lắc đầu, sợ là không được. Thần hậu có lệnh, Thánh tử ma tộc tham dự tiệc sinh nhật công chúa, là một trong số ứng viên tuyển chọn làm chồng công chúa. Vừa dứt lời. Ba người lập tức yên lặng, quay sang nhìn nhau. Vẻ mặt càng khó coi. Cho họ một vạn cái gan, cũng không dám trái lời thần hậu. Tiêu Trấn Quốc thấy cục diện đã ổn định, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, dạ thần, đừng quậy nữa. Chuyện này kết thúc tại đây, tha cho ba người họ đi. Diệp Bắc Minh cười, được, vậy thì tha cho họ. Ba người Ngô Nguyên, Giang Thiên Minh, Hà Thành Xuyên vui mừng, đồng thời trên mặt hiện lên sát ý hung dữ băng lạnh. Họ thề rằng, nhất định phải điên cuồng báo thù dạ thần. Lúc trong đầu nảy ra suy nghĩ này, Diệp Bắc Minh dồn lực vào cổ tay kéo thật mạnh, xiềng xích lập tức chém đứt đầu của ba người. Bốp! Đầu người rơi xuống đất. Chó địa ngục trực tiếp xông lên, ngoạm từng cái nuốt chửng cái đầu của ba người. Suýt! Hàng triệu võ giả xung quanh đều hít khí lạnh, sợ đến tê dại ra đầu, toàn thân run rẩy. Tiêu Trấn Quốc ngẩn người, con người cũng sắp lồi ra, cậu! Diệp Bắc Minh cười, xin lỗi, tay trơn quá. Chó địa ngục, mày cũng thật làm sao có thể ăn đầu của ba người chứ? Dù thế nào cũng phải giữ toàn thây cho ba vị công tử chứ? Gâu! Chó địa ngục ấm ức sủa một tiếng. Hàng triệu võ giả vây xem đều trố mắt. Người nào cũng giật khóe miệng. Anh tay trơn. Mẹ kiếp, mày cố ý thì đúng hơn. A! À, ba người Ngô Thao. Tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà đều tức đến phát điên. Diệp Bắc Minh cười, làm sao? Không phục hả, nhịn đi. Quay người bỏ đi. Dạ thần, mày, phụt, Lão Hà tức đến phun ra một ngụm máu, ngất xỉu tại chỗ. Chấm. Ở sâu trong đại điện hậu cung đế đô. Tiêu Trấn Quốc báo cáo lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra một lượt. Cả đại điện tĩnh lặng như cái chết. Một lát sau. Sau tấm rèm lụa vang lên một giọng nói không thể tưởng tượng, dạ thần làm vậy thật sao? Đúng thế. Tiêu Trấn Quốc gật đầu khẳng định, kẻ này sát phạt quyết đoán, khiến người ta sợ hãi. Cô gái và nghe hoàng đi theo bên cạnh thần hậu cùng tỏ vẻ mặt không dám tin. Được rồi, bản cung biết rồi, thái sư,
ông lui xuống đi. Vâng. Tiêu Trấn Quốc quay người rời đi, vừa đi đến cửa đại điện. Đột nhiên, ông ta dừng lại, thần hậu, lão phu có chuyện muốn hỏi. Nói đi. Có phải thần quân bế quan quá lâu rồi không, bao nhiêu năm nay chưa lộ diện, bây giờ bên ngoài đều suy đoán thực ra thần quân sớm đã qua đời, Tiêu Trấn Quốc còn chưa nói hết câu. Hỗn xược. Phía sau tấm rèm vang lên một giọng tức giận, Tiêu Trấn Quốc, ông muốn làm phản hả? Không dám. Tiêu Trấn Quốc lập tức toát mồ hôi, nhếch nhác rời đi. Đợi khi Tiêu Trấn Quốc rời khỏi, khóe miệng nhếch lên ý cười lạnh lùng không dễ phát giác. Cô gái phía sau tấm rèm tỏ vẻ mặt nghi hoặc, mẫu hậu, con cũng đã lâu không gặp phụ hoàng rồi. Một người phụ nữ trông khoảng 20 tuổi, mặc cung trang hoa lệ. Dung mạo có 7-8 phần giống với cô gái. Chỉ là giữa đôi lông mày mang theo vẻ uy nghiêm của bậc bề trên. Người này chính là thần hậu của thần quốc hỗn độn, Tiêu Phi Yên. Tiêu Phi Yên mỉm cười, Linh Nhi, con yên tâm, vào ngày sinh nhật con, phụ hoàng nhất định sẽ xuất hiện. Vâng, được. Lục Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Được rồi, mẫu hậu mệt rồi, các con lùi xuống trước đi. Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng rời đi, trong đại diện yên tĩnh trở lại. Thần hậu, rõ ràng Thái Sư đã có ý làm phản. Vừa nãy ông ta đang thăm dò bà đấy, nếu ông ta biết thần quân phi thăng thế giới bản nguyên thất bại, đã qua. Không biết qua bao lâu, một giọng khàn khàn vang lên, không rõ nam hay nữ. Câm miệng. Cơ thể của Tiêu Phi Yên run lên. Đôi mắt lập tức đỏ bừng, bà ta quát một tiếng, thần quân vẫn luôn ở đây, người còn dám ăn nói bừa bãi, diệt tộc. Vâng. Lão thái giám ngầm thở dài một tiếng. Chấm. Sau khi Tiêu Trấn Quốc rời khỏi đế cung, đi thẳng một mạch đến sâu trong một mật thất rộng lớn. Nơi này đèn điện sáng trưng, mấy chục người đã đợi từ lâu. Ba người đàn ông trong đó đôi mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm Tiêu Trấn Quốc đang đi đến, Tiêu huynh, tại sao vừa nãy ông ngăn cản chúng tôi? Nếu không phải ông nói ra câu đó, tên xúc sinh dạ thần đó đã bị chúng tôi giết rồi, con trai của chúng tôi cũng sẽ không chết. Chính là ba người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà. Ngoài ra, Bạch Tông Hà hiển nhiên cũng có mặt trong đám người. Tiêu Trấn Quốc lướt nhìn ba người một cái, vội cái gì? Ba ngày sau tên nhóc đó chắc chắn sẽ chết, tôi giữ cái đầu của hắn cho các ông. Chết một thằng con trai quan trọng, hay đại nghiệp của chúng ta quan trọng? Nghe thấy lời này. Ba người Ngô Thao, Võ Cực Tông, Lão Hà trầm mặc. Câu trả lời không nói cũng biết. Bạch Tông Hà đi đến, Tiêu huynh, tình hình thế nào? Lục Thiên Thần đã chết thật rồi chứ? Nếu ở bên ngoài người khác nghe thấy ba chữ Lục Thiên Thần, chắc chắn sẽ chấn kinh mà chết. Lại có người dám trực tiếp gọi thẳng tên của thần quân hỗn độn. Đúng là đại nghịch bất đạo. Khóe miệng Tiêu Trấn Quốc cong lên ý cười lạnh lùng, vừa nãy tôi mới thăm dò Tiêu Phi Yên, bà ta tỏ ra vô cùng tức giận. Lục Thiên Thần gần trăm năm nay chưa từng lộ diện, lão phu đoán có lẽ ông ta sớm đã qua đời. 10 ngày trước chẳng phải có tên nhóc tên là Diệp Bắc Minh điên cuồng gọi ra hai chữ hoa tộc sao? Khiến hai người các ông suýt nữa chết dưới pháp tắc cấm kỵ phải không? Tiêu Trấn Quốc cười ha ha nhìn Lão Hà và Bạch Tông Hà. Khuôn mặt già của hai người tối sầm lại, hơi lúng túng. Tiêu Trấn Quốc tiếp tục nói, pháp tắc cấm kỵ còn tác dụng. Tôi thấy sâu trong đế cung không có phản ứng gì. Thậm chí, ngay cả chút cảm ứng cũng không có, chắc chắn Lục Thiên Thần đã chết. Lão Hà tức đến buột miệng mắng chửi, mẹ kiếp, Lục Thiên Thần, Dạ Thần, Diệp Bắc Minh, sao cái tên đều có chữ thần? Lão phu ghét cái tên này, đợi chúng ta lật đổ tất cả, tôi sẽ giết hết toàn bộ những người có chữ thần trong tên ở đại lục hỗn độn. Chấm. Đi quanh một vòng đế đô. Cũng không mua được vũ khí thông linh. Vật này cần tinh huyết của võ giả truyền vào. Người bình thường sau khi nuôi dưỡng vũ khí thành thông linh, vốn sẽ không mang ra bán. Buổi tối, Diệp Bắc Minh và Nguyễn Thanh Tử về phòng. Vừa đẩy cửa đi vào. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cảm thấy trong phòng có người, anh che chắn Nguyễn Thanh Tử ở phía sau rồi khẽ quát một tiếng, kẻ nào? Ra đây! Một giọng nữ uy nghiêm vang lên, Dạ Thần,
cậu rất cảnh giác đấy. Hy vọng bản hậu không tìm nhầm người. Bù. Hư không dao động một hồi, một người phụ nữ xuất hiện. Diệp Bắc Minh cau mày, bản hậu, bà là ai? Người phụ nữ cong lên nụ cười ngạo mạn, thần hậu thần quốc hỗn độn, Tiêu Phi Yên. Được biết thân phận của người phụ nữ, Diệp Bắc Minh cũng không ngạc nhiên. Ngược lại còn thản nhiên kéo một chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống. Nguyễn Thanh Từ ở một bên kinh hãi ôm chặt miệng, bà chính là thần hậu của thần quốc hỗn độn. Đúng thế. Tiêu Phi Yên gật đầu, nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt quái dị, thiên tài của tám vương tộc gặp mình, người nào cũng trở nên như con chim cút. Tên nhóc này nghe thấy tên của mình, không những không ngạc nhiên, ngược lại có thể vững như Thái Sơn, mặt không biến sắc. Còn có thể thản nhiên ngồi xuống, đúng là lòng dạ không tầm thường. Nghĩ đến đây, Tiêu Phi Yên đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh liền nói trước, bà đến để làm gì? Giọng điệu có chút ý thù địch. Tiêu Phi Yên hơi tức giận, bà ta là thần hậu của thần quốc, cậu là thánh tử ma tộc thì đã làm sao? Lại dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó. Dạ thần. Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Tiêu Phi Yên trầm giọng. Biết, thần hậu của thần quốc hỗn độn, Tiêu Phi Yên. Diệp Bắc Minh tùy tiện gật đầu. Cậu, Tiêu Phi Yên cũng không tiết chế được lửa giận trong đôi mắt, cậu đã biết thân phận của bản hậu, tại sao còn có thái độ đó? Diệp Bắc Minh phản kháng một câu, đường đường là thần hậu, nửa đêm nửa hôm lén lút xông vào phòng của một người đàn ông. Bà còn biết thân phận của mình hả? Tiêu Phi Yên bình tĩnh lại, tôi không đôi co với cậu. Diệp Bắc Minh cười, bà không phải là người đầu tiên đến cầu xin tôi mà có thái độ đó, tôi tin chắc cũng không phải người cuối cùng. Những kẻ cao cao tại thượng các người, cứ luôn nghĩ mình mãi mãi cao cao tại thượng. Lần này, Tiêu Phi Yên thực sự ngạc nhiên, làm sao cậu biết bản hậu có chuyện cần cậu giúp? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt thú vị, nửa đêm đến tìm tôi. Chẳng phải là xin tôi giúp sao? Chẳng lẽ tìm tôi tâm sự? Chẳng lẽ thần quân không ổn về chuyện đó? Cậu! Tiêu Phi Yên thực sự tức đến liêu xiêu, nhóc con, tôi là thần hậu. Diệp Bắc Minh không thèm để ý, xem ra bị tôi đoán trúng rồi, bà có thể đi rồi. Tiêu Phi Yên tức đến đứng bật lên, cậu không hỏi tôi muốn cậu làm gì hả? Diệp Bắc Minh trực tiếp mở cửa phòng, có ý rất rõ ràng. Bà cảm thấy tôi sẽ để ý không? Tám thiên ma bị chồng của ba phong ấn, bây giờ ma tộc tan tành, một đống cát bụi. Có phải qua mấy năm nữa, các người cũng khiến ma tộc hoàn toàn diệt tộc như hoa tộc năm đó không? Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một đường sấm sét màu máu. Đinh tai nhức óc. Tiêu Phi Yên trầm mặc, rất lâu sau mới nhả ra một câu, không phải như cậu nghĩ đâu, năm đó chúng tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, cút đi. Nguyễn Thanh Từ ở bên cạnh sợ đến toàn thân mềm nhũn. Anh Diệp cũng thật mạnh mẽ quá, còn mắng cả thần hậu. Cậu dám mắng tôi? Tiêu Phi Yên tức đến toàn thân run lên, vẫn không ra khỏi phòng. Bà ta hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, dạ thần, bản hậu đồng ý với cậu, chỉ cần câu giúp bản hậu. Bản hậu lập tức giải trừ phong ấn phong ma cốc, cho tám thiên ma trở về ma tộc. Nếu cậu không đồng ý, thì thôi vậy, vì sau khi cậu bỏ lỡ cơ hội lần này, họ cũng không còn cơ hội nữa, ma tộc thực sự sẽ giống như hoa tộc. Nói xong, Tiêu Phi Yên không giải thích nữa, đi về phía cửa. Khoảnh khắc sắp bước ra khỏi cửa. Đợi đã. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên. Tiêu Phi Yên dừng lại. Quay đầu lạnh lùng nhìn anh, sao thế? Thay đổi chủ ý rồi. Diệp Bắc Minh cau này, những lời bà nói vừa nãy là có ý gì? Ha ha! Tiêu Phi Yên lắc đầu, tôi sẽ không nói với cậu là ý gì, nhưng tôi có thể dùng uy danh của thần hậu bảo đảm. Tối nay là cơ hội cuối cùng của cậu, đồng ý giúp tôi, và đứng trên một con thuyền với tôi. Ma tộc mới có cơ hội sống, nếu không... Diệp Bắc Minh giật mí mắt. Anh có một dự cảm không ổn. Người phụ nữ trước mặt không lừa anh. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, nói. Muốn tôi giúp bà thế nào?
Sau trong đôi mắt của Tiêu Phi Yên lóe lên tia vui mừng, nhưng bị bà ta che đậy. Bảo cô ta ra ngoài, chuyện này chỉ có thể hai chúng ta biết. Tiêu Phi Yên lướt nhìn Nguyễn Thanh Từ một cái. Cô ấy là người của tôi, không sao, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Khuôn mặt của Nguyễn Thanh Từ đỏ ửng, anh Diệp đã coi mình là người phụ nữ của anh ấy rồi sao? Tiêu Phi Yên cau mày, lên tiếng, hai ngày sau, ở hội trường tiệc sinh nhật Linh Nhi, tôi cần anh đánh bại tất cả những người tham gia thi đấu của vương tộc khác. Giành được hạng nhất. Sau đó, những chuyện khác giao cho tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi, Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiêu Phi Yên gật đầu, đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu cậu còn có yêu cầu khác, cậu có thể nói ra. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, được, tôi cũng có hai yêu cầu. Nói đi. Tiêu Phi Yên nhanh gọn dứt khoát. Diệp Bắc Minh không khách sáo nói, thứ nhất, tôi cần Hắc Long lệnh của Hoa tộc. Thứ hai, tôi muốn biết vị trí của tổ địa Hoa tộc. Ầm ầm. Bầu trời nổi sấm sét, chút cơn mưa lớn. Trong đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên ngọn lửa hừng hực, khiến Tiêu Phi Yên phải giật mí mắt, sao cậu biết chuyện Hắc Long lệnh? Muốn làm gì? Ha ha ha. Diệp Bắc Minh cười, giọng vô cùng kinh người, làm gì? Hoa tộc nhà lớn nghiệp lớn, trong tổ địa nhất định có rất nhiều bảo bối phải không? Đương nhiên là tôi muốn bảo vật của Hoa tộc rồi. Tiêu Phi Yên trầm ngâm mấy giây, gật đầu, tôi đồng ý với cậu. Nhưng tất cả đều phải sau khi cậu đánh bại tất cả. Đúng rồi, nếu được, cậu có thể đeo mặt nạ ra người này không? Nói xong. Tiêu Phi Yên giơ tay, lấy ra một mặt nạ ra người. Diệp Bắc Minh lướt nhìn một cái, đồng tử khẽ co lại. A! À, Nguyễn Thanh Từ kinh ngạc kêu một tiếng, nhanh chóng ôm chặt cái miệng nhỏ. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Tiêu Phi Yên cau mày, sao thế? Mặt nạ da người này có vấn đề ư? Mặt nạ da người này lại gần như giống y hệt với khuôn mặt thật của Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ muốn anh đeo mặt nạ của Diệp Bắc Minh lên khuôn mặt dạ thần? Mẹ kiếp, quá cẩu huyết rồi. Tại sao muốn tôi đeo mặt nạ này? Chẳng lẽ có lai lịch đặc biệt gì? Diệp Bắc Minh hỏi. Tiêu Phi Yên không che giấu, sư phụ của con gái tôi là một đại năng tuyệt thế. Ông ta dự đoán vào ngày sinh nhật trăm tuổi của con gái tôi, người chồng định mệnh của nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Cau chặt mày. Linh Nhi vô cùng mong đợi người này. Nhưng, cho đến nay, người này vẫn chưa lộ diện. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Nguyễn Thanh Từ ngẩn người tại chỗ. Chấm. Sau khi rời khỏi lầu đế khuyết, Tiêu Phi Yên lên một cỗ xe ngựa mau chóng rời đi. Trên xe. Một lão thái giám cung kính hỏi, thần hậu, việc gì bà phải đích thân đi, bảo cậu ta vào cung gặp bà là được rồi. Hừ. Tiêu Phi Yên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng may mà bản hậu đến, nếu không với tính cách của dạ thần, chắc chắn sẽ không vào cung gặp tôi. Tuy bản hậu phải trả giá, cũng may cậu ta đã đồng ý, điều tiếc nuối duy nhất là cậu ta không đồng ý đeo mặt nạ ra người đó. Nói đến mặt nạ ra người. Lão thái giám như nghĩ đến điều gì? Thần hậu, 10 ngày trước Ngụy Vương bỏ mạng, Nghê Hoàng đưa về một người thanh niên. Nghe nói người thanh niên này tên là Diệp Bắc Minh, hơn nữa còn thông qua khảo sát Mỹ Cảnh. Lão nô đoán thần hậu sẽ có hứng với người này, cho nên đã dùng vài thủ đoạn mang về chân dung của người này ở Mỹ tộc. Tiêu Phi Yên mệt mỏi xua tay. Uể oải dựa vào sập giường, bản hậu không muốn tham gia vào việc của Mỹ tộc. Thần hậu, bà xem bức chân dung này đi. Lão thái giám nói xong, cũng không cần biết Tiêu Phi Yên có đồng ý không. Lấy ra một cuộn tranh từ chiếc nhẫn chữ vật. Khoảnh khắc bức chân dung nước trải ra. Tiêu Phi Yên chỉ liếc mắt nhìn một cái, cả người đột nhiên cứng đờ ngồi dậy, đây là. Lão thái giám gật đầu, chính là người chồng của Linh Nhi Điện Hạ mà Thiên Cơ lão nhân dự đoán. Bây giờ cậu ta ở đâu? Tiêu Phi Yên kích động. Lão thái giám lắc đầu, không biết, nhưng người cuối cùng gặp người này có lẽ là cô Nghê Hoàng. Đi, về cung, truyền Nghê Hoàng đến gặp tôi. Tiêu Phi Yên về đến hậu cung với tốc độ nhanh nhất, Nghê Hoàng đã đợi ở đây từ lâu, nhìn thấy Tiêu Phi Yên đi vào, liền cúi sâu hành đại lễ. Miễn lễ. Tiêu Phi Yên xua tay,
vội nói, Nghe Hoàng, tôi hỏi cô, có phải cô quen một người tên Diệp Bắc Minh không? Có phải cậu ta giống y hệt với bức chân dung này không? Trả lời thật cho tôi, không được lừa tôi câu nào. Lão thái giám mau chóng bày mở bức chân dung. Nghe Hoàng nhìn Diệp Bắc Minh trên bức tranh, đôi mắt đỏ bừng. Gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của Nghe Hoàng không đúng lắm, Tiêu Phi Yên cau mày, sao thế? Trong đôi mắt Nghe Hoàng long lanh nước mắt, thưa thần hậu, đây đúng là anh Diệp, nhưng anh Diệp đã chết rồi. Cái gì? Tiêu Phi Yên ngẩn người, lập tức phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi biết. Nghe Hoàng kể lại đầu đuôi câu chuyện một lượt, cuối cùng nói hết ra chuyện Diệp Bắc Minh chết ở bên ngoài Phong Ma Cốc. Tiêu Phi Yên sững sờ, hồi lâu cũng không phản ứng lại. Đến khi Nghe Hoàng rời đi. Tiêu Phi Yên cau chặt mày, sao lại như vậy được? Chết rồi, chẳng lẽ Thiên Cơ lão nhân đoán sai sao? Sao kẻ này lại chết được? Đợi đã, không đúng. Trong đầu Tiêu Phi Yên lóe lên tia tinh quang. Bỗng nhiên, bà ta kinh hãi đứng bật lên. Phong Ma Cốc, Diệp Bắc Minh, đã chết, dạ thần, 10 ngày trước, dạ thần, cái tên này cũng rất giống. Hơn nữa thời gian xuất hiện cũng quá trùng hợp, lại thêm vừa nãy ở lầu đế khuyết, phản ứng của dạ thần. Vừa nhắc đến hoa tộc, cậu ta đã tức giận như vậy, hơn nữa còn muốn có Hắc Long lệnh và vị trí của tổ địa hoa tộc. Còn nữa, phản ứng của cậu ta khi nhìn thấy mặt nạ ra người. Chẳng lẽ? Khóe miệng của Tiêu Phi Yên hiện lên ý cười, cậu nhóc, cậu bị lộ thân phận rồi. Chấm. Hôm đó, thần quốc hỗn độn náo nhiệt chưa từng có. Vì hôm nay là ngày sinh nhật trăm tuổi của Linh Nhi, con gái duy nhất của thần quân và thần hậu hỗn độn. Trời đất cùng vui, cả đế đâu còn náo nhiệt hơn đón Tết. Người của các phương tộc, bốn thánh địa lớn, rất nhiều tông môn đều đến đế đô chúc mừng. Võ giả thân phận bình thường chỉ có thể đứng ở quảng trường ngoài đại điện đế cung, chỉ có nhân tài của tám vương tộc và thế lực hàng đầu có tư cách tiến vào đại điện đế cung. Tù Thiên đã đế từ sáng sớm. Sau khi tìm vị trí ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa của đại điện. Hắn đang đợi dạ thần. Tông chủ võ cực tông đến. Điện chủ điện huyết nguyệt đến. Thánh nữ tân tộc đến. Mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy một cô gái mặc cung trang nổi bật trong đám đông đi đến. Vải lụa trên khuôn mặt cô ta dường như có ma lực, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt thật của cô ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thánh tử canh tộc đến. Lại một giọng nói vang lên. Một thanh niên áo tím chắp hai tay sau lưng đi đến, một đám người của canh tộc đi theo phía sau, khí tức của mỗi người cũng vô cùng khủng bố. Nhưng vẫn không có cảm giác áp bức như của thanh niên áo tím tạo ra. Đôi mắt của Tù Thiên nghiêm lại, mấy năm không gặp, Vũ Văn Phong, thực lực của anh lại tăng lên rồi. Vũ Văn Phong thản nhiên nói, ngược lại anh lại tụt lùi rồi, lại đánh với một thánh tử ma tộc mấy hồi không phân thắng bại. Hừ. Tù Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay tôi chắc chắn giết tên ma đó, đợi tôi giết hắn, chúng ta lại chiến một trận công bằng. Được. Tôi đợi anh. Vũ Văn Phong gật đầu, vừa dứt lời. Thánh tử vũ tộc đến. Một đường kim quang ập đến, tất cả mọi người không nhịn được quay đầu qua nhìn. Chỉ thấy, chỗ lối vào đại điện đế cung dường như có một vầng mặt trời giáng xuống, kim quang chói mắt khiến mọi người không mở nổi mắt. Một thanh niên đi đến như vị thần, kim quang khẽ tắt dần. Mọi người mới phát hiện. Người đến là một người đàn ông mọc 12 cái cánh màu vàng kim phía sau lưng. Chính là thánh tử vũ tộc Vũ Sung Tiêu. Ngoài ra, có hàng chục cô gái có cánh màu trắng đi theo phía sau Vũ Sung Tiêu, mỗi cô gái gần như đều hoàn hảo không tì vết. Giống như thiên thần trong thần thoại. Dưới con mắt của nhiều người, Vũ Sung Tiêu dẫn đám người vào vị trí ngồi. Cả quá trình cũng không nhìn đến đám người Tù Thiên, Vũ Văn Phong một cái. Hai người cảm thấy bị coi thường, sắc mặt âm sầm đến đáng sợ. Tên nhóc này ra vẻ cái gì? Đợi Thiên Hoàng Tù Thiên trưởng của tôi đại thành, một trưởng có thể đập chết hắn, Tù Thiên tỏ vẻ mặt coi thường. Các vị khác liên tục đi đến. Cho đến gần buổi trưa, đã có mấy trăm ngàn người tập trung trong đại điện đế cung, Diệp Bắc Minh cũng chưa xuất hiện.
Tù Thiên vẫn luôn nhìn ra cửa lớn đế cung. Không chỉ là hắn, đám người Ngô Thao, tông chủ Võ Cực Tông, Lão Hà cũng đang đợi Diệp Bắc Minh, bọn họ đều hy vọng tên nhóc này chết. Bỗng nhiên, thần hậu, công chúa Linh Nhi đến. Một giọng vang sáng vang lên. Mọi người đều nhìn lên chỗ cao nhất đại điện, một luồng sức mạnh không gian dao động. Hai bóng mình chậm rãi đi ra. Một người lộng lẫy cao quý. Một người nghiêng nước nghiêng thành. Tham kiến thần hậu. Mọi người đều hành lễ. Tiêu Phi Yên thản nhiên lên tiếng, các vị không cần đa lễ, bình thân. Đôi mắt lướt nhìn cả đại điện, bà ta cũng đang tìm bóng hình của Diệp Bắc Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.